Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 106. Cô gái váy trắng nhìn Ma Nguyên, người muốn giải thích đúng không? Ma Nguyên cười nói, đúng vậy. Cô gái váy trắng bước ra một bước, ngay khi cô gái váy trắng bước ra, một luồng kiếm quang bỗng chốc xuất hiện trước mặt Ma Nguyên. Một bước đã chém ra một kiếm. Ma Nguyên nheo hai mắt, hắn ta không ngờ cô gái váy trắng sẽ ra tay. Thế nhưng hắn ta không hề hoảng loạn. Bởi vì hắn ta tự tin. Thế nhưng, khi luồng kiếm quang kia xuất hiện trước mặt hắn lập tức biến sắc. Đây là kiếm gì? Hắn ta vừa mới muốn ra tay thì lại phát hiện, thanh kiếm kia không biết từ lúc nào đã xuyên qua trán hắn ta. Ma Nguyên lập tức sững sờ. Ánh mắt hắn ta, tràn đầy sự khó tin. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bản thân lại một kiếm này đâm trúng? Không thể nào. Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng, run rẩy nói cô. Cô gái váy trắng nhìn Ma Nguyên, đây chính là lời giải thích của ta. Một bước là một kiếm đã chết. Ma Nguyên hoảng sợ cô. Lúc này, hắn ta thật sự hoảng sợ. Hoặc phải là kinh sợ. Hắn ta là cao thủ độn nhất cảnh đỉnh cao, trong cả đạo giới này. Không ai có thể một chiêu miểu sát hắn ta. Không một ai. Nhưng cô gái trước mắt này lại làm được. Hơn nữa, một kiếm kia khiến hắn ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đây là thực lực gì vậy? Trên cả độn nhất. Cô gái trước mặt này mạnh hơn cả độn nhất. Thời khắc này, Nguyên Nhất thật sự sợ đến cực điểm. Ông trời ơi, mình gặp phải một vị cao thủ trên cả độn nhất. Thế nhưng đối phương lại từ hạ giới đến kia. Sao nàng ta có thể đạt đến cấp bậc trên cả độn nhất được? Như nghĩ đến gì đó, Ma Nguyên đột nhiên nhìn cô gái váy trắng, cô, là đạo kinh. Cô đã đạt được đạo kinh rồi, cô nhờ vào đạo kinh mà đột phá đến trên cả độn nhất. Cô gái váy trắng không nói gì. Ma Nguyên đã có phần điên cuồng, đại đạo 50, thiên diễn 49, có một người trốn, cô đã xem qua đạo kinh. Cô đã xem đạo kinh, ha ha. Cô gái váy trắng đột nhiên xoay người rời đi. Lúc này, Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, cô có phải vì đạo kinh nên mới đột phá lên trên độn nhất? Có đúng không? Cô gái váy trắng dừng bước, nàng ấy quay đầu nhìn Ma Nguyên, không phải. Ma Nguyên giống giận, mắt như muốn nứt ra, không thể nào. Nếu không có đạo kinh, sao cô có thể đạt đến trên độn nhất được? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vẻ mặt cô gái váy trắng vô cảm, người thật đần độn. Nói xong, nàng ấy quay người rời đi. Ma Nguyên. Ngay lúc này, Hắc Bạch Nhị Sứ và bóng dáng kia đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng, ba người bóng dáng lúc này có phần hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy? Gia chủ nhà mình sao lại sắp chết rồi? Lúc này, Ma Nguyên vội vàng quát lớn, để nàng ta đi. Để nàng ta đi đi. Ba người bóng dáng nhìn nhau, lúc này, cô gái váy trắng bỗng lên tiếng, ta tạm thời không đi. Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng liếc nhìn Ma Nguyên, là các người bảo ta đến. Nói xong, nàng ấy khẽ lướt ngón tay về phía ba người bóng dáng. Một luồng kiếm quang hiện ra. Ngay khi nhìn thấy luồng kiếm quang kia, sắc mặt ba người bóng dáng thoáng chốc thay đổi, ba người bọn họ muốn phản kháng, thế nhưng khi trong đầu bọn họ vừa có suy nghĩ này thì đầu bọn họ đã bay đi rồi. Ba người trực tiếp bị diệt. Một kiếm đã diệt gọn ba vị độn nhất cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ma Nguyên ở phía xa đã hóa đá. Một kiếm miểu sát ba vị độn nhất cảnh. Lúc này đầu óc Ma Nguyên cũng trống rỗng. Mà khi đầu ba người bóng dáng kia bay đi, ánh mắt bọn họ cũng vô cùng khó tin. Bản thân lại chết như vậy rồi sao? Nhất là bóng dáng kia, lúc này nàng ta hoàn toàn sửng sốt, đã mời thứ gì về vậy? Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng, run giọng nói, cô đi đi. Cầu xin cô. Cô gái váy trắng lắc đầu, không đi. Nghe vậy, sắc mặt Ma Nguyên lập tức trở nên hung tợn, cho mời tổ tiên. Kêu gọi tổ tiên. Một luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng chốc từ trong đại điện ma đạo phóng thẳng lên trời. Gọi tổ tiên. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Ma Nguyên.
Hắn ta vốn muốn để cô gái váy trắng rời đi, nhưng nhìn thấy ý đồ đối phương thì không định như thế nữa. Đối phương muốn tiêu diệt gia tộc ma đạo. Lúc này, Ma Nguyên chỉ có thể gọi tổ tiên. Tiên tổ của gia tộc ma đạo có thể chống lại cô gái này không? Hắn ta không biết, trong lòng chỉ biết mình không còn cách nào khác nữa rồi. Hắn ta chỉ biết, lần này gia tộc ma đạo gặp hạn rồi. Nếu tiên tổ gia tộc ma đạo không chống đỡ được cô gái này, vậy gia tộc ma đạo coi như xong rồi. Cô gái váy trắng ra khỏi đại điện ma đạo, nàng ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi chân trời kia có một luồng sáng đen, trong luồng sáng đen đó dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trong luồng sáng đen kia. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, tóc dài buông xõa, trên người hắn ta tản ra luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hắn ta xuất hiện, toàn bộ cao thủ gia tộc ma đạo trong sân đều quỳ gối xuống. Huyết mạch áp chế. Lúc này, toàn bộ cao thủ gia tộc ma đạo đều vô cùng chấn động trong lòng. Đây chính là hình dạng vốn có của huyết mạch ma đạo sao? Ma Nguyên vẫn chưa hoàn toàn biến mất lúc này cũng kinh sợ cùng cực, đây là cực hạn của huyết mạch ma đạo sao? Như nghĩ đến gì đó, sắc mặt hắn ta chợt chua xót. Huyết mạch ma đạo mạnh như vậy, người đời sau muốn vượt qua, có thể nói là khó như lên trời. Thế nhưng, cũng xem như là chuyện tốt. Tiên tổ mạnh như vậy, hẳn là có thể đối phó với cô gái này chứ? Trên bầu trời, ánh mắt tiên tổ gia tộc ma đạo có chút mờ mịt, nhưng dần dần, sự mờ mịt đó đã trở nên rõ ràng, sau đó ông ta nhìn Ma Nguyên bên dưới, khi nhìn thấy trạng thái của Ma Nguyên, ông ta khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn cô gái váy trắng cách đó không xa. Vẻ mặt cô gái váy trắng bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động. Khi nhìn thấy cô gái váy trắng, sắc mặt tiên tổ gia tộc ma đạo thoáng chốc trở nên nghiêm trọng trước giờ chưa từng có. Ông ta trầm giọng nói, các hạ và gia tộc ma đạo ta có thủ oán gì? Cô gái váy trắng lắc đầu, không có. Người đàn ông trung niên nhíu chặt mày, vậy tại sao muốn tiêu diệt gia tộc ma đạo ta? Cô gái váy trắng nhìn người đàn ông trung niên, là các người mới ta đến. Người đàn ông trung niên sững người, sau đó nhìn Ma Nguyên ở phía xa, vẻ mặt Ma Nguyên vô cùng khổ sở, chúng ta đã đánh giá thấp nàng ta. Nghe vậy, người đàn ông trung niên đã hiểu rõ. Đây là gia tộc ma đạo chủ động kiếm chuyện với người không nên chọc vào. Người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc, sau đó nhìn cô gái váy trắng, bây giờ cô chuẩn bị làm thế nào? Cô gái váy trắng nhìn người đàn ông trung niên, đều phải chết. Đều phải chết. Ngay khi vừa dứt lời, bốn phía xung quanh, chợt có một luồng kiếm quang xuyên qua, thoáng chốc. Các cao thủ gia tộc ma đạo từng người liên tiếp đều chết. Người đàn ông trung niên nheo mắt, có thể nể mặt ta được không? Cô gái váy trắng nhìn thẳng người đàn ông trung niên, ông thì là thứ gì? Người đàn ông trung niên đột nhiên siết chặt tay phải, đinh ra tay thì lúc này, một luồng kiếm quang đã xuyên qua trán hắn ta. Người đàn ông trung niên lập tức biến mất không thấy. Diệt gọn. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Ma Nguyên bên dưới thoáng chốc trở nên trắng bệch. Lúc này, hắn ta hoàn toàn chết điếng. Tiên tổ nhà mình cũng bị diệt gọn như vậy rồi sao? Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng, run rẩy nói, cô. Cô gái váy trắng không nói gì, nàng ấy đi về phía xa, còn khắp xung quanh đại điện ma đạo, từng cái đầu liên tục bay thẳng lên trời. Nhìn thấy cảnh tượng, Ma Nguyên trong lòng hoảng sợ, hắn ta biết. Cô gái váy trắng này thật sự muốn tiêu diệt gia tộc ma đạo. Đột nhiên ma đạo nhìn cô gái váy trắng, giống lên, đại tiểu thư gia tộc ma đạo ta đã thành thân với ca ca ngươi rồi. Cô gái váy trắng dừng bước, nàng ấy nhìn Ma Nguyên, chẳng phải ngươi không đồng ý sao? Ma Nguyên gấp gáp run rẩy nói, đồng ý, ta hoàn toàn đồng ý. Từ giờ trở đi, gia chủ gia tộc ma đạo ta chính là ma tiểu đạo người thành thân với ca ca ngươi. Nàng ta chính là ma tiểu đạo. Cô gái váy trắng im lặng. Ma Nguyên vội vàng nói tiếp, ca ca ngươi được tính một nửa là người của gia tộc ma đạo. Cô gái váy trắng chập ngón tay thu lại, trong chớp mắt, luồng kiếm quang phía xa đã biến mất. Thấy cảnh này, Ma Nguyên thoáng chốc thở phào trong lòng.
Cô gái váy trắng quay người đi về phía xa, ta nể mặt ca ca ta. Ngay khi vừa dứt lời, nàng ấy đã biến mất nơi cuối chân trời. Trong sân, sắc mặt Ma Nguyên kia vô cùng chua xót. Đến mặt mũi tiên tổ gia tộc Ma Đạo cũng không nể, nhưng lại nể mặt ca ca nàng ta. Diệp Huyên. Ma Nguyên như nghĩ đến gì đó, hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, chỗ đó có một ông lão đang đứng, người này là cao thủ độn nhất cảnh cuối cùng của gia tộc Ma Đạo hiện tại. Vừa nãy, mục tiêu luồng kiếm quang kia thực ra chính là những cao thủ nhất độn cảnh. Lần này, toàn bộ gia tộc Ma Đạo đã chết sau vị cao thủ độn nhất cảnh, có thể nói, cả gia tộc Ma Đạo đều mất cả rồi. Ma Nguyên nhìn ông lão kia, Ma Trung trưởng lão. Nhiều nhất là nửa khắc đồng hồ ta sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi phải ghi nhớ từng câu chữ ta sắp nói đây, nó liên quan đến tương lai của gia tộc Ma Đạo chúng ta. Ma Trung gật đầu, tộc trưởng cứ nói. Ma Nguyên hít sâu một hơi, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại, thực lực cô gái kia đã vượt qua cả đạo giới, nhưng có thể nhìn ra nàng ta rất quan tâm ca ca mình, cũng chính là Diệp Huyên kia. Sau khi ta chết, ngươi lập tức cử người đi đón Ma Tiểu Đạo. Bảo nàng ta quay về chủ trì đại cục, quan hệ nàng ta và Diệp Huyên kia gần gũi, chúng ta nhất định phải nương nhờ sức lực của Diệp Huyên để vực dậy gia tộc Ma Đạo. Ma Trung gật đầu, được. Ma Nguyên lại nói, sáu vị cao thủ độn nhất gia tộc Ma Đạo đã ngã xuống, chúng ta bây giờ đã không còn là đại tộc của đạo giới nữa. Lúc này, chúng ta gặp khả năng cao là sẽ bị người khác thôn tính, vì vậy, chuyện tiếp theo rất quan trọng, người phải nghe cho kỹ. Đồng thời phải làm theo lời ta nói. Ma Trung trầm giọng nói, tông chủ cứ nói. Ma Nguyên ngẩng đầu nhìn lên tinh không, sau đó nói, chuyện gia tộc Ma Đạo mất đi sau vị cao thủ độn nhất rất nhanh sẽ truyền khắp đạo giới, nhiều nhất là nửa khắc nữa sẽ có cao thủ cưỡng ép đi vào nơi này của chúng ta. Lúc đó, người cứ nói với bên ngoài, gia tộc Ma Đạo ta đã phát hiện ra tung tích của đạo kinh, mà đạo kinh kia chính là trên người Diệp Huyên. Chỉ cần đạo kinh vừa xuất hiện thì những người đạo giới kia sẽ không quan tâm đến gia tộc Ma Đạo chúng ta nữa. Rời hỏa lực sang hướng khác. Ma Trung do dự chốc lát, sau đó nói, nhưng nếu như vậy, cũng có nghĩa chúng ta lại đưa thù hận lên người Diệp Huyên. Vừa nãy cô gái kia. Ma Nguyên nhẹ giọng nói, sau lưng Diệp Huyên có cao thủ như vậy, mấy người bọn họ đối phó với Diệp Huyên, người nói, xem bọn họ sẽ có kết quả gì. Ma Trung. Ma Nguyên lại nói, để ngăn chặn đế tộc thôn tính gia tộc Ma Đạo chúng ta, ngươi nhất định phải đưa Ma Tiểu Đạo quay về, ngươi cứ nói với bên ngoài, Diệp Huyên đã thành thân với Ma Tiểu Đạo, đế tộc chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơn giận này được, cho dù là vì mặt mũi, chắc chắn bọn họ cũng sẽ đối phó với Diệp Huyên. Nói rồi, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại, chúng ta phải đưa mọi thù hận chuyển đến trên người Diệp Huyên. Chỉ có như vậy. Gia tộc Ma Đạo ta mới có thể sống sót. Ma Trung do dự chốc lát, sau đó nói, nhưng nếu làm như vậy, thì Diệp Huyên và vị tiền bối kia. Ma Nguyên nhẹ giọng nói, ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, ngươi sợ chúng ta làm như vậy nàng ta sẽ phản cảm. Ma Trung gật đầu. Ma Nguyên nhìn tận cùng chân trời, cao thủ như nàng ta căn bản không quan tâm người khác tính kế hay không, còn về Diệp Huyên ta sắp thành người chết rồi. Ta không quản được nhiều như vậy. Vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên. Ngay lúc này, Ma Nguyên lại nói, nếu có người hỏi ngươi là chúng ta bị ai giết, ngươi cứ nói là một vị cao thủ thần bí. Nếu bọn họ hỏi ngươi đối phương là cảnh giới gì thì ngươi cứ nói cao nhất là độn nhất cảnh, nhưng bởi vì đối phương là kiếm tu, nên sức chiến đấu vô cùng mạnh, hơn nữa, đối phương đã từng nhìn qua đạo kinh nên mới mạnh như vậy. Nói chung, nhất định phải để bọn họ cảm thấy bọn họ có thể đánh được cô gái váy trắng kia, hơn nữa, sở dĩ đối phương rời đi là bởi vì sau khi một mình đối phương đấu với sau vị cao thủ đột nhất thì cơ thể bị thương nặng, nên mới rời đi, hiểu chưa? Ma Trung gật đầu, đã hiểu. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở mạnh mẽ, Ma Nguyên nhìn luồng hơi thở mạnh mẽ đó, thân thể hắn ta hoàn toàn trở nên hư ảo. Ma Nguyên nhẹ giọng nói. Rốt cuộc gia tộc Ma Đạo ta đã gây ra nghiệp gì thiên đạo? Là thiên đạo ngũ duy kia, chúng ta bị nàng ta chơi rồi. Thiên đạo ngũ duy. Ngay khi nói ra câu này, ánh mắt Ma Nguyên đều là không cam tâm và oán hận. Thiên đạo ngũ duy nói thế nào?
Nàng ta và cô gái váy trắng là mạnh như nhau. Mạnh như nhau sao? Còn bảo gia tộc ma đạo mình có gì bất mãn thì đi tìm cô gái váy trắng nhận lời giải thích. Đây là lời mà người nói hay sao? Đây là chuyện mà con người làm hay sao? Có người đi gài người khác như vậy sao? Ngay sau đó, ma nguyên mang theo sự không cam tâm hoàn toàn biến mất. Thần hồn biến mất. Một kiếm kia của cô gái váy trắng không hề nương tay, ma nguyên xem như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi. Chỉ bởi vì một câu nói của thiên đạo ngũ duy bá chủ siêu cấp tồn tại ở đạo giới lâu năm gần như đã bị tiêu diệt. Không còn cao thủ độn nhất chống đỡ, gia tộc ma đạo hiện tại sẽ sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, hơn nữa, một khi sơ suất còn có thể bị người khác nuốt sạch toàn bộ sạch sẽ. Bởi vì thế giới này rất hiện thực. Trong mắt người khác, gia tộc ma đạo hiện tại, chính là một miếng thịt mỡ. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trong sân, người đến chính là tộc trưởng đế tộc, Đế Lâm Uyên. Đế Lâm Uyên đưa mắt nhìn xung quanh, hắn ta nhíu mày, sau đó nhìn ma trung cách đó không xa, xảy ra chuyện gì. Lúc này trong lòng hắn ta cũng vô cùng nghi hoặc. Gia tộc ma đạo thoáng chốc đã chết mất sau cao thủ độn nhất cảnh. Đây là xuất hiện cao thủ siêu cấp vượt qua độn nhất cảnh sao? Ma Trung nhìn Đế Lâm Uyên, ông ta trầm giọng nói, chúng ta phát hiện ra tung tích của đạo kinh rồi. Đạo kinh? Nghe vậy, ánh mắt Ma Tông chợt co rút, ngay sau đó, hắn ta lập tức xuất hiện trước mặt Ma Trung, hắn ta nhìn Ma Trung chằm chằm, đạo kinh? Ngươi không đùa chứ? Ma Trung lắc đầu, đế tộc trưởng, ngươi cảm thấy hiện tại ta có tâm tình đùa giỡn với ngươi sao? Đế Lâm Uyên nhìn Ma Trung, ta muốn biết chân tướng rõ ràng chuyện này. Ma Trung gật đầu, ông ta lặp lại lời của Ma Nguyên đã nói với ông ta cho Đế Lâm Uyên nghe. Qua một lúc lâu, Đế Lâm Uyên quay đầu nhìn chân trời, cô gái váy trắng đã từng thấy đạo kinh. Thú vị! Ánh mắt hắn ta chợt lóe lên chút phấn khích. Đạo kinh! Lúc này, Đế Lâm Uyên cũng rất phấn khích. Hoặc nên nói là ngạc nhiên vui mừng. Giống hệt dáng vẻ Ma Nguyên khi mới nghe tới đạo kinh lúc đầu vậy. Đạo kinh. Đây là một thứ mà toàn bộ cao thủ độn nhất đều không thể nào từ chối được. Có thể nói, đạo kinh chính là một hy vọng của tất cả cao thủ độn nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những năm nay, tộc trưởng các thời đại của đế tộc đều tìm kiếm Diệp Thanh Chi, nhưng không có tin tức gì, thế mà lúc này, Diệp Thanh Chi này lại xuất hiện. Đột nhiên Đế Lâm Uyên cười nói, trời cũng giúp ta rồi. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất. Lúc này, hắn ta đã không còn tâm tình quan tâm gia tộc ma đạo nữa rồi. Rất nhanh sau đó, chuyện của gia tộc ma đạo đã truyền khắp đạo giới, tiếp đó, sau khi tung tích đạo kinh truyền ra thì cả đạo giới như sôi sục. Đạo kinh. Đạo kinh này đã xuất hiện rồi. Đó chính là thần phẩm cao cấp nhất của đạo giới. Thế nhưng, khi có rất nhiều người biết được đạo kinh đang ở ngũ duy thì đột nhiên lại tuyệt vọng. Đừng nói là ngũ duy, ngay cả vũ trụ lục duy, bọn họ cũng không xuống được. Vách ngăn vũ trụ kia không phải là chuyện đùa. Cũng chỉ có một vài thế lực vô cùng lớn mới có thể dùng vài phương pháp đặc thù để đi xuống, người bình thường căn bản không có năng lực đó. Ở đạo giới, có 5 thế lực lớn, thần đình, đế tộc, tiên các, đạo thôn. Cùng với gia tộc ma đạo trước kia. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại 4 thế lực lớn. Ngay khi biết được tung tích của đạo kinh, 4 thế lực lớn của đạo giới hiện tại đột nhiên bắt đầu ra lệnh triệu hồi tất cả cao thủ bên ngoài. Cuốn đạo kinh khiến cả đạo giới đang yên ả bất chợt sôi sục. Tại vũ trụ lục duy. Hôm nay, điện chủ Văn Điện lại đến nhã cư nơi ở của thiên đạo. Thiên đạo lục duy vẫn đang đánh đàn. Đánh đàn, đọc sách, nuôi cá, đây chính là hoạt động thường ngày của thiên đạo lục duy. Cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Bên trong đình, điện chủ Văn Điện trầm giọng nói, nhận được tin tức, trong thư phòng Diệp Huyên có khả năng có thần vật đạo kinh truyền thuyết của đạo giới. Đạo kinh. Thiên đạo lục duy đang đánh đàn chợt ngừng lại, nàng ta nhìn Văn Chiêu Nhược chắc chắn. Văn Chiêu Nhược gật đầu, hẳn không phải giả. Cô gái váy trắng kia sở dĩ mạnh như vậy,
có thể có liên quan đến đạo kinh. Thiên Đại Lục Duy lắc đầu, không đúng. Văn Chiêu Nhược nhìn Thiên Đạo Lục Duy, có ý gì? Thiên Đạo Lục Duy nhẹ giọng nói, sức mạnh của cô gái đó có thể bắt nguồn là từ bản thân, đây là cảm giác của ta. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, nếu không có đạo kinh, chắc chắn nàng ta không thể đạt đến trình độ đó được. Thiên Đạo Lục Duy nhìn Văn Chiêu Nhược, chúng ta không thể đạt được không có nghĩa người khác cũng không thể. Văn Chiêu Nhược im lặng. Thiên Đạo Lục Duy lại nói, cô định làm gì? Văn Chiêu Nhược trầm giọng, có rất nhiều người dục dịch ngóc đầu dậy. Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu, đừng động gì cả, sức mạnh cô gái kia, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Văn Chiêu Nhược gật đầu, ta biết, thế nhưng sức hút của đạo kinh cai quả thực quá sức lớn. Thiên Đạo Lục Duy gật đầu, bắt buộc người của chúng ta, còn những người khác có thể khuyên thì khuyên một chút, thực sự không khuyên được thì cứ để mặc bọn họ đi thôi. Văn Chiêu Nhược gật đầu, được. Thiên Đạo Lục Duy lại nói, còn nữa, thông báo cho Diệp Huyên, để hắn ta biết tình thế hiện tại của bản thân mình. Văn Chiêu Nhược do dự chốc lát, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu, chúng ta và hắn đã kết thiện duyên, có thể mở rộng phần thiện duyên này. Nói rồi, nàng ta nhìn Văn Chiêu Nhược, ta từng gặp cô gái kia, sức mạnh cô gái đó đã vượt ngoài nhận thức của ta. Ta không tin một cuốn đạo kinh có thể khiến một người trở nên mạnh như vậy. Cho dù nàng ta bởi vì đạo kinh mà trở nên mạnh như vậy, thì đó cũng không phải người chúng ta có thể dây vào. Văn Chiêu Nhược cười nói, cô yên tâm, lúc một kiếm của nàng ta suýt nữa đã phá hủy liên hiệp điện của ta thì ta đã biết, chúng ta không phải đối thủ của nàng ta rồi. Thiên Đạo Lục Duy gật đầu. Người chưa từng tận mắt nhìn thấy cô gái kia, thì sẽ không biết cô gái đó đáng sợ đến nhường nào. Còn có một điểm, nàng ta nhìn thấy sự khinh thường trong mắt nàng ta. Khinh thường sinh mạng. Nếu không phải do Diệp Huyên ở hạ giới kia, thì có lẽ cô gái đó thật sự sẽ tiêu diệt Lục Duy rồi. Nàng ta không giống như đang đùa. Lúc này, đột nhiên Văn Chiêu Nhược lại nói, hình như cổ tự cũng có động tĩnh rồi. Cổ tự. Thiên Đạo Lục Duy quay đầu nhìn, nhẹ giọng nói, không quản nữa. Mà cũng quản không nổi. Văn Chiêu Nhược gật đầu. Diệp Huyên thì bọn họ không đắc tội nổi, còn cổ tự này, bọn họ cũng không muốn chọc vào. Còn về đạo giới này, bọn họ lại càng không muốn va chạm. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn tự bảo vệ mình. Lúc này, Đại Duy Thiên Đạo chợt đứng dậy rời đi, ta đi tìm người. Nói xong. Nàng ta đã biến mất không thấy đâu. Trong đình, Văn Chiêu Nhược thấp giọng thở dài, sóng gió dồn dập đến. Thiên Đạo Lục Duy đến một nơi trong tinh không xa thẳm, nàng ta đi đến trước vách ngăn vũ trụ, xuyên qua nơi này thì đã đến vũ trụ ngũ duy. Thiên Đạo Lục Duy trầm giọng, người có ở đây không? Lúc này, một âm thanh vang lên từ bên ngoài, người tìm ta. Người nói chuyện chính là Thiên Đạo Ngũ Duy Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm lúc này đang cầm một con cá nướng mà cắn. Thiên Đạo Lục Duy thấp giọng nói, ta nhận được tin, thần vật cao cấp của đạo giới đạo kinh có khả năng nằm trong thư phòng của Diệp Huyên. Thiên Đạo Ngũ Duy chớp mắt, vậy sao? Thiên Đạo Lục Duy có chút kinh ngạc, người không kinh ngạc sao? Còn nữa, người có biết đạo kinh là gì không? Thiên Đạo Ngũ Duy cười ha ha, đạo kinh là gì? Thiên Đạo Lục Duy trầm giọng nói, người biết, có đúng không? Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói, người cứ xem như ta không biết đi. Thiên Đạo Lục Duy trầm mặc. Đột nhiên nàng ta phát hiện, Thiên Đạo Ngũ Duy này có chút thần bí. Thiên Đạo Ngũ Duy bỗng nói, người có suy nghĩ gì về đạo kinh không? Thiên Đạo Ngũ Duy lắc đầu, không có. Người thì sao? Thiên Đạo Ngũ Duy nói, ta cũng không có. Thiên Đạo Lục Duy không hiểu, chẳng lẽ ngươi không muốn có được đạo kinh kia sao? Thiên Đạo Ngũ Duy khẽ cười, sau đó nói, đạo kinh của là của người ta đi làm gì chứ? Thiên Đạo Lục Duy thấp giọng nói, bọn họ phát hiện đạo kinh ở Ngũ Duy của ngươi, Ngũ Duy có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói, không sao. Thiên Đạo Lục Duy có chút hiếu kỳ, ngươi không lo lắng chút nào sao?
Thiên đạo ngũ duy khẽ chớp mắt, lo lắng gì? Thiên đạo lục duy trầm giọng nói, đạo giới, cổ tự, bọn họ đều sẽ đối phó với Diệp Huyên, mà Diệp Huyên ở vũ trụ ngũ duy, những người đó có năng lực phá hủy được vũ trụ ngũ duy. Thiên đạo ngũ duy lắc đầu khẽ cười, ta lo lắng cũng không có tác dụng gì cả. Ngươi nói có đúng không? Thiên đạo lục duy im lặng một lúc, lại nói có phải ngươi rất mạnh không? Thiên đạo ngũ duy khẽ chớp mắt, ta không mạnh chút nào cả. Thiên đạo lục duy lắc đầu, nhưng ta cảm nhận được ngươi rất mạnh. Thiên đạo ngũ duy cười nói, chắc chắn là nhầm rồi, ha ha. Thiên đạo lục duy nhìn về phía trước sâu xa, cho dù thế nào, ngươi cũng phải bảo trọng. Nói xong, nàng ta quay người biến mất. Bên ngoài vách ngăn vũ trụ, thiên đạo ngũ duy khẽ cắn cá nướng trong tay, sau đó lắc đầu thở dài, chuyện phiền phức đúng là càng lúc càng nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ẩn nấp cả đời kia. Lúc này, một âm thanh từ phía sau thiên đạo ngũ duy chợt truyền đến. Thiên đạo ngũ duy quay người nhìn người nói chuyện, người đến chính là tiểu đạo. Thiên đạo ngũ duy cười nói, chỉ là đi dạo xung quanh thôi. Tiểu đạo nhìn thiên đạo ngũ duy chằm chằm, rốt cuộc sắp xảy ra chuyện lớn gì? Thiên đạo ngũ duy cười nói, cô biết đạo kinh không? Đạo kinh. Nghe vậy, vẻ mặt tiểu đạo thoáng chốc thay đổi, đương nhiên biết. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến gì đó, con ngươi chợt co lại, cô, đừng nói với ta là trong thư phòng kia có đạo kinh. Thiên đạo ngũ duy cười nói, chúc mừng, người đoán đúng rồi. Tiểu đạo. Sắc mặt tiểu đạo trở nên vô cùng nặng nề. Đạo kinh. Đó chính là thứ đồ mà toàn bộ cao thủ đột nhất truy tìm. Năm đó người mạnh nhất đạo giới, Diệp Lan Đình đã nhờ vào một trang không hoàn chỉnh mà trở thành người mạnh nhất đạo giới đấy. Nếu là cả cuốn đạo kinh. Như nghĩ đến gì đó, tiểu đạo lại nhìn thiên đạo ngũ duy, tiên tri chính là Diệp Thanh Chi đã biến mất từ đạo giới năm đó. Tiểu đại cười nói, hẳn là vậy. Tiểu đạo trầm giọng, Diệp Huyên làm thế nào? Thiên đạo ngũ duy cười nói, còn có thể làm gì? Đành chịu thôi. Tiểu đạo nhìn thiên đạo ngũ duy, người biết đạo kinh kia có ý nghĩa gì không? Thiên đạo cười nói, biết. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo ngũ duy, người đừng có nghĩ đến ta nữa. Còn nữa, gia tộc ma đạo ngươi hẳn đã xảy ra chuyện rồi. Người phải chuẩn bị tâm lý. Tiểu đạo nhíu mày, có ý gì? Thiên đạo ngũ duy cười nói, theo như ta biết. Gia tộc ma đạo các cô có thể đã đi tìm cô gái váy trắng kia rồi. Vẻ mặt tiểu đạo cứng đờ. Tìm cô gái váy trắng. Gia tộc ma đạo điên rồi sao? Tiểu đạo nhìn thiên đạo ngũ duy, là cô bảo bọn họ đi, đúng không? Thiên đạo ngũ duy vội vàng lắc đầu, không phải ta làm. Ta chỉ là nói cho bọn họ, nàng ta là muội muội của Diệp Huyên, đừng kiếm chuyện với nàng ta. Nhưng xem ra, gia tộc ma đạo các ngươi cũng không nghe theo lời ta. Tiểu đạo thấp giọng thở dài. Trách thiên đạo. Chắc chắn không thể trách. Muốn trách, chỉ có thể trách gia tộc ma đạo mình ngu ngốc thôi. Đi tìm cô gái váy trắng. Đúng thật là chê mạng dài mà. Thiên đạo ngũ duy đột nhiên nói, ta còn có chuyện, cáo từ trước đây. Nói xong, nàng ta quay người lập tức biến mất. Tiểu đạo sửng sốt, nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh, căn bản không cảm nhận được hơi thở của thiên đạo. Cô gái này lại chạy rồi. Tiểu đạo im lặng một lúc, thấp giọng thở dài, sau đó lại quay người rời đi. Chuyện của gia tộc ma đạo, nàng ta cũng không muốn quản nữa. Chấm chấm chấm. Tại vũ trụ lục duy, trên một ngọn núi thần, trên núi có một ngôi miếu vô cùng cổ xưa, lai lịch ngôi miếu này không một ai biết rõ. Hôm nay, cửa miếu đã đóng cửa nhiều năm đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một cô gái đeo giỏ trúc trên lưng bước ra từ đó. Cô gái đội mũ vải, mặc áo sư, chân mang giày rơm, sau khi nàng ta bước ra khỏi cửa miếu, thì quay người lại cung kính làm lễ với ngôi miếu, sau đó nàng ta đi xuống núi. Chấm chấm chấm. Đạo giới. Không lâu sau khi gia tộc ma đạo xảy ra chuyện. Toàn bộ đạo giới đã bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng.
Bởi vì nghe nói cô gái váy trắng kia đã xem qua đạo kinh, biết được nội dung đạo kinh, vì vậy, vô số thế lực tìm kiếm cô gái váy trắng như điên cuồng, đều hy vọng bản thân là người đầu tiên tìm thấy cô gái váy trắng đã bị thương nặng kia. Bị thương nặng. Nghe nói bị thương rất nặng. Thật ra, cường giả của vũ trụ lục duy vẫn rất kiêng kỵ cô gái váy trắng. Đây chính là cường giả siêu cấp đã chém giết cường giả độn nhất cảnh của lục duy. Loại người này, đáng sợ đến nhường nào chứ? Thế nhưng vẫn có rất nhiều thế lực vẫn mù quáng đi lùng sục cô gái váy trắng, bởi vì nghe nói sau khi cô gái váy trắng đại chiến với cường giả siêu cấp của gia tộc ma đạo của lục duy thì bị trọng thương. Trọng thương. Có thể tưởng tượng rằng một người cùng lúc đại chiến với 6 vị cường giả độn nhất cảnh, vậy thì phải bị thương nặng đến mức nào? Không cần nói cũng biết, giờ phút này cô gái váy trắng cực kỳ suy yếu, có lẽ chỉ với cường giả bán bộ nhất cảnh thôi cũng đủ để giết chết nàng ấy. Toàn bộ lục duy, không chỉ những thế lực lớn, ngay cả những thế lực nhỏ hơn cũng điên cuồng truy lùng cô gái váy trắng. Đạo kinh. Cô gái váy trắng đã đọc qua đạo kinh. Lúc mà vô số cường giả ở lục duy truy lùng cô gái váy trắng, gia tộc ma đạo đã lặng lẽ biến mất tăm. Mà cùng lúc đó, ma chung của gia tộc ma đạo cũng rời khỏi vũ trụ lục duy tiến vào vũ trụ ngũ duy. Ngũ duy. Diệp Huyên chẳng hề hay biết lục duy đã xảy ra chuyện lớn, mà mỗi ngày hắn chỉ biết tu luyện, sau đó luận bàn với mấy người An Lan Tú và Tiểu Thất. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, toàn bộ ngũ duy cũng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bởi vì dưới sự trợ lực của các thế lực lớn như âm linh tộc, càng ngày càng nhiều cường giả có thiên phú ở ngũ duy bắt đầu đột phá, hơn nữa, ngũ duy đồng thời cũng đang điên cuồng tìm kiếm những người có thiên phú. Đã từng rất nhiều người có thiên phú nhưng lại không có cơ duyên, mà bây giờ, Diệp Huyên đã cho bọn họ cơ duyên này. Chỉ cần ngươi có thiên phú và đủ sự cố gắng nỗ lực, lành tâm lành tính, ngũ duy cam kết sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện miễn phí cho ngươi, ngoài ra còn có vô số siêu cấp cường giả chỉ điểm cho ngươi. Mặc dù vũ trụ ngũ duy không có cường giả độn nhất cảnh, nhưng bán bộ độn nhất lại càng ngày càng nhiều, và đặc biệt là quy nguyên phá giới cảnh và phá hư cảnh bên dưới lại càng có thể nói nhiều vô kể. Thế lực của ngũ duy giờ đây so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong hư không ở nơi nào đó, Diệp Huyên cầm kiếm đứng đó còn người phía đối diện với hắn chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, chiêu ngươi vừa thi triển là kiếm niệm sao? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Huyên nói với giọng trầm, thế nào là kiếm niệm? Diệp Huyên cười nói, chính là tín niệm kiếm đạo và tín niệm của chúng ta. Tiểu Thất chợt nói, ta đã hiểu rồi. Diệp Huyên, ta... Tiểu Thất đột ngột thu kiếm, ta muốn bế quan vài ngày, đến lúc đó sẽ khiêu chiến tiếp với ngươi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên ngẩn ngơ. Thế mà đã hiểu rồi. Ta vẫn chưa nói hết mà. Lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng hắn, nàng rất đặc biệt. Diệp Huyên xoay người, người đến chính là A Tửu và Tư Đồ. Diệp Huyên nhìn về phía A Tửu, sư tỷ. Sao tỷ lại nói thế? A Tửu sắp nói gì đấy thì đột nhiên Tư Đồ lên tiếng, trên người nàng ta có mùi của luân hồi, ta nghĩ tuy là nàng ta nhưng không phải là nàng ta. Diệp Huyên im lặng. Hắn hiểu ý của Tư Đồ. Có điều, hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy, theo hắn thấy, Tiểu Thất vẫn là Tiểu Thất. Dường như nhớ đến gì đó, Diệp Huyên không suy nghĩ nữa, hắn nhìn A Tửu, nói về sư tỷ đi. Các tỷ có đánh thắng được cường giả độn nhất cảnh không? Độn nhất cảnh. Hắn biết, hai cô gái trước mặt mới chỉ là bán bộ độn nhất đỉnh cao mà thôi. A Tửu lấy hồ lô rượu bên hông rốc vào miệng, sau đó nói, nếu như đã không thể khiêu chiến vượt giai đoạn thì sao có thể gọi là kiếm tu đúng không? Diệp Huyên giơ ngón tay cái, sư tỷ dũng mãnh. Nói rồi, hắn nhìn Tư Đồ. Tư Đồ cười hì hì, có đánh thắng được độn nhất cảnh hay không ta không biết, nhưng ta rất rõ một chuyện là ta đánh thắng được ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, không tiếp lời. Nhắc tới mới nhớ, bây giờ hắn không còn sợ gì Tư Đồ nữa. Bởi vì hắn đã đạt đến phá hư cảnh, cộng thêm tháp nhỏ nữa, ngay cả độn nhất cảnh bản thân hắn còn không sợ nữa là. Đặc biệt là tháp nhỏ,
thứ đồ có uy lực này hắn vẫn chưa từng dùng qua lần nào. Lúc này, A Tửu đột nhiên nói, người muốn để toàn bộ lục duy đối kháng với ngũ duy kiếp sao? Diệp Huyên gật đầu, tập hợp sức mạnh của ngũ duy. A Tửu im lặng. Diệp Huyên cười nói, sư tỷ có ý tưởng gì không? A Tửu khẽ nói, nếu ngũ duy kiếp thật sự xuất hiện, người bình thường căn bản không có tác dụng gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có một ý này. A Tửu và Tư Đồ đồng thời nhìn về phía Diệp Huyên, hắn mỉm cười nói, nhưng mà ta vẫn chưa chắc chắn có nên triển khai ý tưởng này hay không, dù sao thì đợi thực lực của mọi người ổn ổn đã, lúc đó ta sẽ chuẩn bị thử xem sao. A Tửu liếc nhìn Diệp Huyên, xin rửa mắt mong đợi. Nói xong, nàng ta lại cầm hồ lô rượu rốc thẳng vào miệng. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nói, sư tỷ, Tư Đồ cô nương, đến lúc đó có thể sẽ cần nhờ sự giúp sức của hai vị. Hai người trước mắt, có thể nói là cường giả có thực lực mạnh nhất ở vũ trụ ngũ duy ngoại trừ thiên đạo. Hắn đã biết điều đó. Về phần vũ trụ ngũ duy có còn cường giả ẩn nấp nào không, hắn chẳng thể nào biết được. A Tửu gật đầu, lúc đánh nhau nhớ gọi chúng ta là được rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, hai người có thể gọi tổ tiên không? A Tửu liếc nhìn Diệp Huyên, người hỏi làm gì? Diệp Huyên gượng cười, nói, chỉ hỏi thế thôi. A Tửu nói, sư tổ đã từng để lại một vật, nhưng chúng ta vẫn chưa từng mở ra. Diệp Huyên tròn mắt, có thể cho ta không? Hai vị cô gái liếc nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cũng là truyền nhân của đảo Trích Tiên. A Tửu nhìn Diệp Huyên, da mặt ngươi cũng dày thật, không ai sánh bằng. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi. Tư Đồ trợn mắt nhìn Diệp Huyên, vốn không phải dày, mà là không biết xấu hổ. Bội phục. Nói xong, nàng ta cũng quay người rời đi. Diệp Huyên. Ngày hôm nay, một vị ông lão đột nhiên đến hiệu cầm đồ thiên đạo. Người kia chính là Ma Trung. Tiểu đạo nhìn Ma Trung kia, không nói gì. Ma Trung vội cung kính thi lễ, đại tiểu thư. Tiểu đạo hờ hững nói, ta không phải đại tiểu thư của các ngươi. Ma Trung cười khổ, gia tộc Ma Đạo đã không còn nữa. Tiểu đạo nhíu mày, có ý gì thế? Ma Trung thấp giọng thở dài, gia tộc đang truy lùng cô gái váy trắng kia, vốn dĩ muốn mời nàng về gia tộc Ma Đạo. Ngu xuẩn! Đột nhiên tiểu đạo tức giận hét lớn, các ngươi đúng là đồ ngu xuẩn. Ma Trung gật đầu. Lần này gia tộc Ma Đạo thật sự quá ngu xuẩn. Tiểu đạo trầm giọng nói, kết quả thế nào? Ma Trung trầm giọng nói, ngoài ta ra, tất cả cường giả độn nhất cảnh đều bị giết hết, trong đó khá nhiều cường giả là do nàng ra tay chém giết. Tiểu đạo liếc nhìn Ma Trung, tại sao lại bỏ qua cho ngươi? Ma Trung do dự chốc lát, sau đó nói, gia chủ đã đồng ý hôn sự của cô với Diệp Huyên. Sau đó nói kể từ bây giờ đã trở thành một nửa của gia tộc Ma Đạo. Tiểu đạo từ từ khép đôi mắt lại. Quả nhiên, nữ nhân kia chỉ nể mặt Diệp Huyên, ngoại trừ Diệp Huyên ra, nàng ta không hề đếm xỉa đến bất kỳ ai. Ma Trung trầm giọng nói, đại tiểu thư, trước khi Lâm Trung gia tộc đã bàn giao, bắt đầu từ bây giờ, cô chính là tộc trưởng của gia tộc Ma Đạo. Thiên đạo cười lạnh, các ngươi muốn dựa vào ta để lợi dụng Diệp Huyên. Vẻ mặt tươi cười của Ma Trung càng ngày càng đắng chát, bây giờ ta chỉ xin một con đường sống, giữ lại truyền thừa của gia tộc Ma Đạo. Nói rồi, ông ta nhìn sang tiểu đạo, đại tiểu thư, bây giờ chỉ có cô mới có thể phất cao ngọn cờ trấn hưng gia tộc Ma Đạo chúng ta mà thôi. Tiểu đạo lắc đầu, ta và gia tộc Ma Đạo đã không còn quan hệ gì nữa. Ma Trung cuống cuồng, vội nói, đại tiểu thư, ta biết cô hận gia tộc năm đó đối xử với cô như vậy. Đúng thật là đều do gia tộc làm sai. Nhưng bây giờ... Nói rồi, ông ta nở nụ cười khổ, bây giờ gia tộc đã như thế này, nếu không có người chống đỡ, những người còn lại trong gia tộc Ma Đạo đều sẽ phải chết. Cô biết mà, hiện thực ở đạo giới luôn tàn khốc hơn bất kỳ đâu. Tiểu đạo hờ hững nói, như thế cũng không có bất cứ liên quan gì đến ta cả. Ma Trung ngập ngừng, sau đó nói, đại tiểu thư... Tiểu đạo liếc nhìn Ma Trung, ta không cứu nổi gia tộc Ma Đạo. Ma Trung cười khổ nói, nếu như đại tiểu thư không ra tay,
gia đạo ma tộc sẽ hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác. Lúc đó, vận mệnh của tất cả người trong gia đạo ma tộc đều nằm trong tay kẻ khác. Tiểu đạo im lặng. Ma Trung còn muốn nói gì đó, chợt âm thanh từ ngoài cửa vang lên, sao lại là gia tộc ma đạo các ngươi hả? Ma Trung ngoảnh đầu lại nhìn chợt thấy một tên nam tử bước vào trong. Người đến chính là Diệp Huyên. Ma Trung liếc mắt nhìn Diệp Huyên, các hạ là. Tiểu đạo đột nhiên nói, hắn chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Ma Trung phất tay, sau đó vội nói, thì ra là Diệp công tử, à sai rồi, phải là Diệp cô gia sao? Sao cô gia, cách gọi con rể ngày xưa? Cô gia. Diệp Huyên sửng sốt. Tiểu đạo. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia tộc ma đạo gọi mình là cô gia. Chuyện gì vậy nhỉ? Tiểu đạo nhìn Ma Trung, đừng có ăn nói bậy bạ. Ma Trung vội nói, không nói bậy mà, gia tộc đã đồng ý cho hai người bên nhau, Diệp công tử chính là rể hiền của gia tộc ma đạo, đấy là hiện thực mà chẳng ai có thể thay đổi được. Vẻ mặt Diệp Huyên hết sức khó hiểu. Cô gia, đùa gì vậy chứ? Lúc Diệp Huyên sắp nói chuyện, đột nhiên tiểu đạo giành nói trước, ta đã nói rồi, ta không quan tâm đến chuyện của gia tộc ma đạo các ngươi. Ngươi đi đi. Vẻ mặt của Ma Trung trở nên xấu hổ, sau một lúc lúng túng, ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người khuyên tiểu thư giúp ta đi. Diệp Huyên cười nói, khuyên nàng ta làm gì? Trước kia gia tộc ma đạo các ngươi đến đây, rất không thân thiện mà. Ma Trung trầm giọng nói, bọn họ đã chết hết rồi. Diệp Huyên chau mày, có ý gì? Ma Trung liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử chẳng lẽ ngươi không biết trong thư phòng kia có những gì sao? Diệp Huyên lại càng ngơ ngác, các ngươi biết trong thư phòng kia có gì à? Ma Trung trầm giọng nói, nghe đồn, tiên tri chính là Diệp Thanh Chi của đạo giới. Mà trong thư phòng Diệp Thanh Chi mang theo có một thần vật đầu tiên của đạo giới đạo kinh. Đạo kinh. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, tiên tri là Diệp Thanh Chi gì đó phải không? Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đúng là thế, tổ tiên của ông ta có một vị cường giả siêu cấp tên là Diệp Lan Đình, thực lực cực kỳ mạnh. Ông ta được công nhận là cường giả siêu cấp số một đạo giới, cũng là vị cường giả đầu tiên đạt đến độn nhất, là bởi do một trang sách của quyển đạo kinh kia. Năm đó ông ta đột phá đến độn nhất khi chưa tròn 20 tuổi, thế nên, người đạo giới đều cho rằng quyển đạo kinh hoàn chỉnh đang nằm trong tay ông ta. Vì thế, năm đó vô số cường giả đã liên thủ tiêu diệt Diệp gia, nhưng mà Diệp Thanh Chi lại biến mất tăm không thấy bóng dáng. Nói xong, nàng ta dừng lại chốc lát, nếu như tiên tri chính là Diệp Thanh Chi, nếu như bên trong thư phòng thật sự có đạo kinh, vậy thì ta có thể chịu trách nhiệm báo lại cho ngươi, nhưng những cường giả độn nhất cảnh của đạo giới có thể sẽ liều mạng với ngươi. Diệp Huyên. Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyên có hơi nhức chứng. Tiên tri. Bây giờ, hắn nhớ tới nhân quả mà cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã từng tiên tri cho mình. Trên người hắn có ba nhân quả lớn, hiển nhiên là nhân quả đã bắt đầu ứng nghiệm rồi. Thật ra, trước khi đến ngũ duy, nhân quả của tiên tri đã bắt đầu. Diệp gia. Nghe thấy tiểu đạo nói vậy, Diệp Huyên đã hiểu được đại khái. Diệp Thanh Chi, đây mới là thân phận chân chính của tiên tri. Mà đối phương còn mang đi thần vật ngũ duy là đạo kinh, bây giờ, thư phòng đang nằm trong tay hắn, cũng có thể nói, cường giả ngũ duy chắc chắn sẽ cho rằng quyền đạo kinh kia đang nằm trong tay hắn. Có điều, rốt cuộc đạo kinh có trong thư phòng hay không, hắn làm gì biết được chứ? Đương nhiên, vấn đề cấp thiết nhất đó là hắn đã có thêm kẻ địch. Đó là tất cả cường giả độn nhất cảnh của đạo giới. Diệp Huyên lắc đầu. Bản thân đúng là người bị trời ghét đấy à. Chưa đi khỏi ngũ duy đã có thêm một nhóm kẻ địch cường giả siêu cấp. Tiểu đạo đột nhiên nói, trông ngươi rất phiền não. Diệp Huyên liếc nhìn tiểu đạo, ngươi nói xem. Tiểu đạo hờ hững nói, báo cho ngươi tin tốt này, đó chính là, bọn họ cho rằng cô gái váy trắng đã đọc đạo kinh, nên bây giờ khắp thế giới đều đang truy lùng nàng ấy. Diệp Huyên. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, bây giờ vui lên chút nào chưa?
Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ấy có gặp nguy hiểm hay không? Tiểu đạo không nói gì, Ma Trung đứng bên cạnh đột nhiên cười khổ, Diệp cô ra nói gì vậy? Vị tiền bối kia sao có thể gặp nguy hiểm được chứ? Ông ta tận mắt nhìn thấy thực lực đáng sợ của cô gái váy trắng kia, giết độn nhất cảnh không khác gì giết chim. Dù cho tiên tổ của gia tộc ma đạo xuất hiện, cũng không cản được đạo kiếm của nàng ấy. Nàng ấy có thể gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm hẳn là đạo giới mới đúng. Tiểu đạo cũng nói, người chớ vội lo lắng cho nàng ấy, lo cho bản thân trước đi. Sau khi bọn họ phát hiện thực lực đáng sợ của nàng ấy, bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh táo lại, người nói xem, bọn chúng sẽ tìm ai. Diệp Huyên chỉ vào mình, nói ta. Tiểu đạo gật đầu, chúc mừng nha, người trả lời đúng rồi đấy. Diệp Huyên cười nói, đến thì đến thôi. Bây giờ hắn đã nghĩ thoáng hơn rồi. Dù cho kẻ thù có nhiều đi chăng nữa, cũng chẳng có gì khác nhau. Nợ nhiều không sợ sầu, dù sao cũng chẳng có ý định trả. Địch nhiều không sợ, dù sao cũng chẳng đánh lại. Chính vào lúc này, tiểu đạo đột nhiên nhìn về phái Ma Trung. Bây giờ gia tộc ma đạo còn bao nhiêu cường giả? Ma Trung trầm giọng nói, độn nhất cảnh chỉ còn có mình ta, ngoài ra, thấp hơn một cảnh là bán bộ nhất cảnh thì khoảng chừng 30 vị, quy nguyên phá giới cảnh thì khoảng hơn 100 vị. Sở dĩ còn nhiều như vậy, đều do cô gái váy trắng không có ý đồ sát, trừ chuyện đó ra, còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là tất cả cường giả của gia tộc ma đạo một phần thì ở trong đại điện, một phần thì đang ở bên ngoài. Nếu như tất cả đều ở trong đại điện và cô gái váy trắng không hạ thủ lưu tình thì gia tộc ma đạo đã không còn. Nghe Ma Trung nói thế, Diệp Huyên nheo mắt, gia tộc ma đạo này có hơi đáng sợ. Rất nhanh, hắn đanh mặt lại. Chỉ một gia tộc ma đạo mà thôi đã đáng sợ như thế rồi, vậy những thế lực khác của đạo giới sẽ kém hơn sao? Mẹ nói chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Huyên nổi đóa, mặc dù bản thân chưa từng ra khỏi ngũ duy. Nhưng kẻ địch lại tự mình kéo đến. Cách đó không xa, vẻ mặt tiểu đạo cũng dần đanh lại. Mặc dù thực lực trong gia tộc ma đạo không tổn thất bao nhiêu, nhưng không có cường giả độn nhất cảnh với sức mạnh to lớn chấn áp thì cảnh giới tâm trung bình có nhiều đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ở đạo giới, số lượng cường giả độn nhất cảnh quyết định địa vị của một gia tộc. Nhưng bây giờ, gia đạo ma tộc hiển nhiên đã không còn địa vị nữa. Tiểu đạo liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Ma Trung, ta làm gia chủ, nếu vậy người trong gia tộc sẽ nghe theo ta chứ? Ma Trung vội nói, đương nhiên là phải nghe. Đại tiểu thư yên tâm, trong gia tộc sẽ không ai dám bàn tán, nếu có lão phu ta sẽ tự mình xách đầu đến. Có thể nói, bây giờ tiểu đạo chính là hy vọng duy nhất của gia tộc ma đạo. Tiểu đạo gật đầu, được rồi, bắt đầu từ bây giờ. Ta chính là tộc trưởng của gia tộc ma đạo. Nghe vậy, trong lòng Ma Trung nhẹ nhõm hơn. Mới bắt đầu, ông ta thật sự rất sợ. Nếu như Ma Tiểu Đạo không tiếp nhận gia tộc ma đạo, gia tộc chỉ còn cách phụ thuộc vào người khác. Bởi vì chỉ có như thế, gia tộc ma đạo mới có thể tồn tại. Nhưng nếu như vậy thì cả đời này gia tộc ma đạo đừng hòng được trấn hưng lại như xưa. Trở thành gia tộc phụ thuộc chắc chắn sẽ bị người khác âm thầm chèn ép. Bởi vì nếu bọn họ đứng trong trường hợp đó, bọn họ sẽ làm như vậy. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, ta muốn để gia tộc ma đạo gia nhập vào liên minh ngũ duy. Diệp Huyên khoát tay sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu đạo gật đầu. Ma Trung bên cạnh muốn nói lại thôi, lúc này, tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên, dùng huyền khí truyền âm, chỗ dựa của liên minh ngũ duy là cô gái kia. Nghe vậy. Ma Trung vội gật đầu, được được, nếu như gia tộc ma đạo của chúng ta có thể gia nhập liên minh ngũ duy thì đó chính là vinh hạnh của chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo, đừng trách ta không nhắc nhở cô, như cô đã nói, kẻ địch của ta đều có ở khắp đạo giới, nếu cô và ta liên minh, đối với gia tộc ma đạo mà nói. Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên, ta cũng có tính toán riêng của mình, đó chính là dù chúng ta liên minh, nhưng ngoài sáng sẽ không báo cáo với người ngoài. Còn trong tối gia tộc ma đạo sẽ dốc hết sức lực tương trợ ngươi. Bất kể là đối mặt với cường giả đạo giới hay là sau này ngươi đi đạo giới, chúng ta sẽ vẫn luôn đứng về phe ngươi. Ngươi thấy thế nào?
Diệp Huyên gật đầu, được. Có gia tộc ma đạo gia nhập, đối với liên minh ngũ duy mà nói đương nhiên là một chuyện tốt trời ban. Tiểu đạo gật đầu, vậy ta sẽ và ngươi sẽ về đạo giới. Diệp Huyên không biết nghĩ đến gì đấy, đột nhiên điểm nhẹ một chiếc bình ngọc đồng thời xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên, đây là... Diệp Huyên mỉm cười, đây là máu của ta, có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, sau đó mở chiếc bình ngọc ra, lúc thấy giọt máu kia biểu cảm của ma trung bên cạnh nhanh chóng thay đổi. Giây phút này, nội tâm ông ta kinh hoàng tột cùng. Huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực của gia tộc ma đạo ông ta không phải là vật tầm thường. Có thể nói, ở cả đạo giới, chỉ có huyết mạch của đế tộc mới đứng trên bọn họ một bậc. Nhưng giây phút này khi nhìn thấy huyết mạch, ông ta đã nhìn thấy được sự bất phàm của giọt máu này. Huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, so với bọn họ càng siêu phàm, mạnh mẽ hơn. Ma Trung đăm chiêu nhìn Diệp Huyên, tên này không phải là chuyển thế của vị đại năng nào đó chứ. Cho dù không phải chuyển thế của đại năng, thì cũng là đại năng siêu cấp cực kỳ đáng sợ nào đó của tổ tiên. Tiểu đạo cất chiếc bình ngọc đi, sau đó nói, xin cáo từ. Nói xong, nàng nhìn Ma Trung, đi thôi. Ma Trung gật đầu. Ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười thi lễ, cô ra bảo trọng. Diệp Huyên. Tiểu đạo cũng mỉm cười, không giải thích gì thêm, cũng không muốn giải thích, nàng ta biết nàng ta muốn trấn áp mọi người trong gia tộc ma đạo thì cần phải dựa vào Diệp Huyên. Rất nhanh, tiểu đạo và Ma Trung đã biến mất khỏi hiệu cầm đồ thiên đạo. Trong hiệu cầm đồ, chỉ còn Diệp Huyên trợn tròn mắt, rồi bất chợt thở dài một hơi. Đối với tiểu đạo, hắn có chút không nỡ lòng, hắn đã thật lòng thật dạ xem nàng là bạn tốt. Bạn. Giây phút này, ông ta nghĩ đến rất nhiều người. Đạo giới. Ngũ duy kiếp. Vào lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy trách nhiệm trên người hắn rất nặng nề. Lúc tiểu đạo và Ma Trung bay đến tinh không, bỗng một vị cản trước mặt bọn họ. Thiên đạo. Ma Trung nhìn thiên đạo. Trong ánh mắt chứa đầy vẻ phòng bị. Thiên đạo lấy ra một sâu kẹo hồ lô liếm, sau đó nhìn tiểu đạo, sắp đi làm tộc trưởng rồi ư. Tiểu đạo trầm giọng nói, phải. Thiên đạo cười nói, người đang hận ta sao? Tiểu đạo không nói gì. Không thể không nói, gia tộc ma đạo có kết cục như ngày hôm nay có liên quan rất lớn đến cô gái này. Nàng ta là ma quỷ sao? Tự dưng lại giật dây người khác đi truy lùng cô gái váy trắng. Mà gia tộc ma đạo còn hết lần này đến lần khác nghe theo lời nàng ta đi tìm. Ôi trời! Tiểu đạo lắc đầu, hận người để làm gì chứ? Đối với chuyện này, nàng ta làm gì có tư cách gì mà hận thiên đạo, tất cả đều trách do gia tộc ma đạo muốn đi tìm chết. Thiên đạo mỉm cười, giờ mà ngươi trở lại, thì không phải là thời cơ tốt đâu. Tiểu đạo trầm giọng nói, ta trở lại tiếp quản gia tộc ma đạo, như vậy giúp đỡ cho hắn rất lớn. Nghe vậy, mí mắt Ma Trung bên cạnh giật lên, đại tiểu thư nhà mình sao cứ ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ vậy nhỉ? Thiên đạo mỉm cười nói, ngươi nói như vậy cũng không sai. Nói rồi, nàng chớp mắt, sau đó nói, ta bấm tay tính, ngươi vẫn có một nạn khi đến đạo giới. Ta có kế này, có thể bảo vệ ngươi bình an. Ngươi có muốn nghe hay không? Tiểu đạo nhìn thiên đạo, ngươi muốn nói gì? Thiên đạo cười nói, ta tính xem chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, không phải ngươi đào hôn không thành hay sao? Ngươi nghĩ đế tộc gì đó sẽ buông tha cho ngươi sao? Tất nhiên là không rồi, đặc biệt là thời điểm mà gia tộc của ngươi đang rơi vào thế yếu. Cho nên, một khi ngươi quay lại, nam tử của đế tộc phải liên hôn với ngươi chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Nhất định hắn sẽ vì vấn đề thể diện gây phiền phức cho ngươi. Còn ngươi và gia tộc của ngươi vốn là không có cách nào phản kháng lại đối phương, đúng không? Sắc mặt của tiểu đạo đanh lại. Vẻ mặt của Ma Trung bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, thiếu chút nữa hắn ta đã quên mất cái chuyện gốc rễ này. Bỗng nhiên tiểu đạo nói, ngươi có kế sách gì? Thiên đạo nghiêm túc nói, kế sách của ta là lợi dụng lòng tự trọng của đàn ông, chuyển rời hận ý. Tiểu đạo chau mày, có ý gì? Thiên đạo nói, nếu đối phương đến tìm ngươi, thì ngươi nói với hắn ta là Diệp Huyên rất ưu tú, cực kỳ ưu tú,
là thanh niên ưu tú nhất thời đại của thời đại. Nói rồi, nàng ta liếm que kẹo hồ lô, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nói như vậy, nếu đối phương là người có thực lực có trí tuệ, hắn ta chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà đến tìm Diệp Huyên so bì. Sau khi tự tay đánh bại Diệp Huyên, rồi đến tìm ngươi và nói với ngươi rằng, ánh mắt của ngươi quá kém. Nếu đối phương là một tên thiểu năng, chắc chắn hắn sẽ lập tức lao đến đòi giết Diệp Huyên, dù sao, bất kể thế nào đi nữa, đối phương cũng sẽ tìm đến Diệp Huyên thôi. Bởi vì là một người đàn ông, tuyệt đối sẽ không thể nào chịu nổi việc người phụ nữ đứng trước mặt mình khen một người đàn ông khác ưu tú như thế nào. Hắn ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, hắn ta còn ưu tú hơn Diệp Huyên. Cho nên hắn ta sẽ tìm đến Diệp Huyên, như vậy, phiền phức của ngươi tạm thời được giải quyết. Ma Trung. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, chỉ im lặng không nói gì. Thiên đạo lại tiếp tục nói, sau khi lên trên đó, nếu ngươi không muốn gia tộc ma đạo rước thêm phiền phức lớn, ngươi cần phải nói với những cường giả độn nhất cảnh kia rằng đạo kinh xác thực đang nằm trong tay Diệp Huyên. Hơn nữa Diệp Huyên đã gần đột phá đến độn nhất rồi, nếu như bọn họ không nhanh chóng đi tìm Diệp Huyên thì Diệp Huyên sẽ vô địch nhờ quyển đạo kinh kia. Cứ như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không còn tâm trạng nào đi lo chuyện gia tộc ma đạo của ngươi, còn ngươi sẽ có thể bình tĩnh từ tốn mà dẫn gia tộc ma đạo của ngươi tu sinh dưỡng tức. Tiểu đạo trầm giọng nói, làm như vậy có ổn cho hắn không? Thiên đạo chớp mắt, đau lòng cho hắn à? Tiểu đạo. Thiên đạo cười nói, đau lòng hắn làm gì chứ, hắn cao số lắm, trong tình huống bình thường khó chết lắm. Diệp Huyền. Tiểu đạo đột nhiên bước đến trước mặt thiên đạo, nàng ta ôm lấy thiên đạo, nói khẽ bên tai thiên đạo, đại tỷ, có nhiều lúc, ngươi còn đáng sợ hơn cô gái váy trắng, cô gái váy trắng thì một đao giết chết, không vòng vo. Còn ngươi mà giết người, mẹ nó toàn là gái hàng thôi. Gái hàng. Đối với thiên đạo trước mắt, trong lòng tiểu đạo có hơi kiêng kỵ, có điều nàng ta biết, cô gái trước mắt không có ý định hãm hại nàng ta. Nếu không, nàng ta chắc chắn đã sớm chết rồi. Nghĩ đến đây, tiểu đạo lại nói, đa tạ ngươi đã chỉ điểm và giúp đỡ, đa tạ. Nói xong, nàng ta và Ma Trung biến mất ở cuối vùng tinh không. Trong sân, thiên đạo ngũ duy mút kẹo hồ lô, lắc đầu mỉm cười. Lúc này, một âm thanh vang lên bên cạnh nàng ta, người đang giúp nàng ta sao? Thiên đạo ngũ duy trợn mắt, chẳng lẽ nội tâm ta đen tối lắm à? Âm thanh kia khẽ vang lần nữa, trước kia là vậy. Thiên đạo ngũ duy. Âm thanh kia vang tiếp, ta có chuyện không hiểu, chuyện ngươi muốn là vũ trụ này được tồn tại, nhưng tại sao ngươi lại không đứng trong tối, mặc cho Diệp Huyên và những cường giả kia sống chết với nhau? Thiên đạo ngũ duy cười nói, bởi vì những người kia có thể hủy diệt vũ trụ ngũ duy. Âm thanh kia trầm giọng, ngươi ra tay thì có thể ngăn cản được bọn họ hủy diệt vũ trụ ngũ duy à? Thiên đạo ngũ duy lắc đầu cười nói, ngươi không hiểu đâu. Âm thanh kia nói, thế nên ta mới hỏi chứ. Thiên đạo ngũ duy mỉm cười, Diệp Huyên là người của vũ trụ ngũ duy, hắn không có ác ý với vùng vũ trụ này, dựa vào điểm này, ta sẽ đứng về phía hắn, hiểu chưa? Âm thanh kia lại nói, nhưng ta cảm thấy ngươi không hề hoàn toàn đứng về phía hắn. Thiên đạo ngũ duy cười nói, lòng người dễ đổi, có điều. Ta cảm thấy tên này không dễ thay đổi như vậy, tuy rằng hắn rất chậm hiểu, nhưng tính cách lại rất khá. Nói rồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm trong tinh không, cô gái vừa đi càng lợi hại hơn, nàng ta bây giờ không có thời gian đi quản hắn. Nếu không có nàng ta trấn áp, vùng vũ trụ này thật sự rất nguy hiểm. Đặc biệt là cái tên số sao chổi đen đủi như Diệp Huyên. Âm thanh kia nói, ngươi có thể bảo hắn rời khỏi vũ trụ ngũ duy mà. Thiên đạo ngũ duy lắc đầu, hắn là người mà ta đã chọn, sao có thể để hắn rời đi như thế được? Âm thanh kia lại nói, chuyện mà ngươi cần làm tại sao lại không tự mình làm? Thiên đạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng ngươi cũng thấy đấy. Đám người dưới kia đều cho rằng ta đang hại bọn họ, hễ động vào là trái ý trời. Nói thật, trong cuộc đời ta chưa làm chuyện gì có lỗi với thiên hạ chúng sinh. Vậy mà có một số kẻ nực cười nói cái gì mà thiên đạo bất nhân, làm ơn đi, tự bản thân bọn họ tạo nghiệt lại chạy đến bảo ta bất nhân, còn có vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không hả?
Không những vậy còn có một số người gặp khó khăn, liền kêu gào vận mệnh bất công, trời xanh bất công, kỳ thật ta muốn nói với hắn ta rằng, mẹ chứ cái tên ngu nhà mày, bà đây đâu có quen biết ngươi, vận mệnh ngươi đau khổ thì có liên quan chó gì đến ta hả? Chuyện của bản thân ngươi đừng có chạy đến trách ta. Nói rồi, nàng ta lại lắc đầu lần nữa, thật đó, ta quá cũng mệt lắm rồi. Âm thanh kia, thiên đạo liếm xấu hổ lô, tiếp tục nói, ta nhớ trước kia có người từng nói, lời nói của hắn ta lúc bấy giờ khiến cho vô số tu luyện giả của nhân loại sôi sục theo. Hắn ta nói kẻ không nghe ta, ta liền giết, trời không giết ta, ta diệt trời. Âm thanh kia nói, sau đó thì sao? Thiên đạo hờ hững nói, ta tặng hắn ta một tia thần lôi, sau đó hắn ta không chịu nổi nên đã hồn phi phách tán. Âm thanh kia. Thiên đạo lắc đầu thở dài, rất nhiều loài người rất hay nổi nóng, nhưng lại chẳng có chút thực lực nào cả. Không có thực lực thì kiềm chế tính tình một chút có được không? Nói rồi, nàng ta nhìn về phía bên phải, ngươi nhìn ta xem, lúc ta đối mặt với cô gái váy trắng, ta đâu có cáu giận như thế đâu đúng không? Âm thanh kia trầm trầm nói, ngươi không đánh thắng được nàng ấy à? Thiên đạo trợn tròn mắt, có phải ngươi hiểu lầm gì với thực lực của ta không? Hoặc là, ngươi có hiểu lầm với thực lực của nàng ấy phải không? Âm thanh kia nói, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Thiên đạo cười, cũng thường thôi. Âm thanh kia trầm giọng nói, ngay cả ngươi cũng không đánh lại nàng ấy sao? Thiên đạo gật đầu, nếu đánh không lại, thì lục duy và đạo giới cũng không ai có thể đánh lại, có lẽ chỉ có người mà nàng ấy tìm kiếm mới có thể đấu lại nàng thôi. Âm thanh kia nói, ai thế? Thiên đạo khẽ cười nói, nhân quả lớn nhất trên người của Diệp Huyên. Âm thanh kia trầm giọng nói, nhân quả kia rất lớn sao? Thiên đạo gật đầu, cực cực lớn, nếu như không có cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh trấn áp, không biết vận mệnh của Diệp Huyên sẽ đi về đâu. Chắc chắn sẽ không chết, nhưng cuộc đời của hắn chắc hẳn sẽ khác với bây giờ. Âm thanh kia nói, ngươi có thể điều tra thử. Thiên đạo trợn tròn mắt, ta điều tra cái chó gì? Ta đâu có ăn no rừng mỡ. Có điều, người đừng có nói nữa, ta cũng rất tò mò đấy. Âm thanh kia giật dây nói, hay là cứ thử tra xem đi. Thiên đạo lại lắc đầu, có tra cũng chẳng ý nghĩa gì, cứ thuận theo tự nhiên là được. Kỳ thật, phần nhân quả này của tiên tri cũng không đơn giản, có điều, hắn ta đã chọn sai người. Thế cũng không đúng, nhân quả nói. Hắn ta cố ý chọn Diệp Huyên, nhưng hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh đến từ hạ giới. Mà hắn ta đã không trấn áp được hai người kia, vì thế ngược lại hắn ta bị bọn họ trấn áp. Nhưng dù cho như thế nào đi nữa, hắn ta và Diệp Huyên, dù sao bây giờ chỉ có Diệp Huyên, không còn tiên tri nữa. Âm thanh kia nói, ngươi có thể nói rõ hơn chút không được sao? Thiên đạo cười nói, chưa từng làm chỗ dựa của luân hồi. Như vậy là dễ hiểu nhất. Âm thanh kia. Thiên đạo lại nói, mặc kệ đi, cho dù hắn đã tiêu diệt được tiên tri, nhưng nhân quả trên người tiên tri vẫn sẽ rơi xuống người hắn. Bây giờ, phiền phức của hắn sẽ rất lớn. Nói rồi, nàng ta nhìn xung quanh, ta phải trốn một thời gian, để tránh đầu sóng ngọn gió. Nói xong, nàng ta quay người vụt đi. Âm thanh kia nói, ngươi lợi hại như vậy, sợ gì chứ? Thiên đạo cười nói, trừ phi ngươi không có kẻ địch, không thì đừng để người khác biết ngươi lợi hại như thế nào, như vậy ngươi đã có thể mãi mãi giả heo ăn hổ hiểu chưa hả? Âm thanh kia. Sau khi Diệp Huyên trở lại Vu tộc, hắn trực tiếp đi tìm Quan Âm. Trong phòng, Diệp Huyên trầm giọng nói, khả năng chuyện lại có thay đổi. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, sao vậy? Diệp Huyên cười nói, ta lại có thêm vài kẻ địch nữa. Nghe vậy, Quan Âm nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyên nói hết chuyện của đạo giới ra. Vẻ mặt Quan Âm đanh lại, một lát sau, nàng ta nhìn về phái Diệp Huyên, không phải ngươi muốn giao thư phòng ra đấy chứ? Diệp Huyên lắc đầu, sao có thể? Nghe vậy, vẻ mặt Quan Âm thả lỏng, đúng là không thể giao. Thứ đồ này rất có thể sẽ cản được Ngũ Duy kiếp. Nếu ngươi giao ra, Ngũ Duy sẽ chết rất nhiều người. Không đúng, ít nhất cũng chết 9/9 trở lên. Diệp Huyên gật đầu,
nhưng vấn đề bây giờ là rất có khả năng đạo giới sẽ đến đây tìm chúng ta gây chuyện phiền phức. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, nàng ấy đâu? Người này đương nhiên là cô gái váy trắng. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ấy đang ở đạo giới, ta cũng không biết nàng ấy đang làm gì. Và lại chúng ta không thể nào đặt hết kỳ vọng lên người nàng ấy. Quan Âm nói, ngươi có ý tưởng gì không? Diệp Huyên suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, đạo giới sẽ không để cường giả quá mạnh đến vũ trụ ngũ duy và lục duy, nếu bọn họ muốn đến, nhất định phải đi qua vách ngăn vũ trụ. Nói cách khác người của bọn họ xuống đây sẽ đến rất ít, nhưng có thể đến đây chứng tỏ thực lực hắn rất mạnh, ít nhất cũng là bán bộ độn nhất cảnh hoặc độn nhất. Trước mắt thì bán bộ độn nhất không quá gây nguy hiểm với chúng ta, nhưng cường giả độn nhất thì lại là uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Độn nhất cảnh. Quan Âm im lặng. Hiện tại ở vũ trụ ngũ duy không có lấy một cường giả độn nhất cảnh nào. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, chúng ta nhất định phải có năng lực giết cường giả độn nhất cảnh. Ta có ý này, đó chính là tạo ra một trận pháp này có thể dùng để phòng ngự ngũ duy kiếp, đồng thời đối phó với người bên ngoài vũ trụ ngũ duy. Quan Âm trầm giọng nói, người nói tiếp đi. Diệp Huyên nói, tạo ra một trận pháp siêu cấp có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh của cường giả ngũ duy. Sau đó ta sẽ làm mắt trận, để sức mạnh chúng sinh tụ lên trên người ta. Đến lúc đó ta sẽ đi đối phó với vũ trụ ngũ duy và cường giả siêu cấp bên ngoài vũ trụ ngũ duy. Quan Âm nhíu mày, quá không thực tế. Dù có loại trận pháp này đi nữa, thì so với cơ thể ngươi làm sao tiếp nhận nổi. Nói đến đây, nàng ta chợt ngừng lại. Cả ngũ duy này xương thịt của ai là mạnh nhất? Chắc chắn chính là Diệp Huyên. Xương thịt của Diệp Huyên đã đạt đến trình độ cực kỳ biến thái. Nếu quả thật có loại trận pháp kia, toàn bộ ngũ duy e chỉ có Diệp Huyên mới có thể chịu đựng được sức mạnh lớn như thế. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, đây là ý tưởng ta nghĩ ra để đối phó với ngũ duy kiếp. Nếu thư phòng kia đã không có tác dụng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thế nên, chúng ta nhất định phải có năng lực đối kháng với ngũ duy kiếp. Nếu không dùng cách này, nhưng người bình thường kia chỉ có thể chờ đợi cái chết. Hơn nữa, không dùng cách này, chúng ta kêu gọi các thế lực tụ họp đến đây làm gì? Suy nghĩ của ta rất đơn giản, toàn bộ sinh linh của vũ trụ ngũ duy đoàn kết với nhau, ngũ duy kiếp đến chúng ta liền cùng nhau ngăn cản. Đạo giới đến, chúng ta liền chiến đấu với bọn họ. Quan Âm nhìn Diệp Huyên một lúc lâu sau, chợt nói, người đâu? Sau khi Quan Âm nói xong, một chiếc bóng hư ảo xuất hiện ở cửa phòng. Quan Âm nói, truyền lệnh xuống. Triệu tập tất cả trận pháp sư, linh trận sư của vũ trụ ngũ duy. Nói tóm lại, chỉ cần là kỳ nhân dị sĩ đều triệu tập đến Vu Thành hết cho ta. Ngoài ra, cho người đi thông báo với Thái Cổ tộc, Thánh Đường và Vu tộc còn có Thiên tộc tất cả các người chủ sự có thế lực đến Vu Thành, cứ nói rằng có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Hư ảnh kia khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng lui xuống. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, tiếp theo, chúng ta phải cân nhắc hai chuyện. Chuyện thứ nhất, trận pháp phải được xây dựng ở đâu, thứ hai là cung ứng linh khí. Loại trận pháp này chắc chắn sẽ phải tiêu hao linh khí rất nhiều, cho nên đối với phương diện linh khí, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ. Diệp Huyên suy nghĩ, sai đó nói, trận pháp sẽ xây dựng trong tinh không, lấy tinh không làm trận, bởi vì ta có thể cắn nuốt sức mạnh tinh thần. Đột nhiên Quan Âm nói, ngoại trừ ngươi có thể cắn nuốt sức mạnh tinh thần ra. Ngươi còn có thể nuốt gì nữa? Diệp Huyên nói, kiếm khí, tử khí, năng lượng hỏa, năng lượng băng, năng lượng mộc, nói tóm lại, sức mạnh ngũ hành ta đều có thể hấp thu được, ngoài ngũ hành ra phần lớn mọi thứ ta cũng đều có thể hấp thu. Quan Âm nhìn Diệp Huyên như nhìn quái vật. Quan Âm thu hồi lại suy nghĩ của mình, ta hiểu rồi. Ta sẽ cho người sắp xếp tất cả sức mạnh ngũ hành hội tụ trong tinh không. Diệp Huyên trầm giọng nói, chuyện này sợ là rất phiền toái rất khó khăn. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, ngươi không cần quan tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết về phần linh khí ta nên làm thế nào. Diệp Huyên cười nói, để Tiểu Linh Nhi hỗ trợ, vừa hay có vài linh đang theo cô bé. Quan Âm lắc đầu, không đủ đâu. Diệp Huyên vội vàng nói, vậy để cô nàng tiếp tục đi tìm linh. Quan Âm nhíu mày, những linh kia không dễ tiếp xúc đâu.
Diệp Huyên vội nói, cứ để Tiểu Linh Nhi đi lừa bọn chúng. Cô nhóc này rất biết cách lừa gạt bọn nó. Quan Âm. Tiểu Linh Nhi. Sắc mặt của Quan Âm trở nên có chút cổ quái. À ta cũng có chút đau đầu với Tiểu Linh Nhi kia. Cái tên này cũng không biết là học từ ai, nghịch ngợm tinh quái vô cùng, tiểu tâm tư đặc biệt nhiều, khiến người ta khá đau đầu. Diệp Huyên cười nói, về mặt linh khí chắc không có vấn đề gì lớn, hiện giờ vấn đề chính là trận pháp. Muốn tạo ra một trận pháp lớn như vậy, nhất định không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa, trận pháp này phải đủ mạnh. Quan Âm gật đầu, chuyện này cứ giao cho ta. Diệp Huyên liếc nhìn Quan Âm một cái, gật đầu, được. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, hiện giờ vẫn còn có hai chuyện cần ngươi làm. Thứ nhất, ngươi phải trở nên mạnh hơn, ít nhất phải đạt đến bán bộ độn nhất. Nếu như ngươi đạt đến bán bộ độn nhất, cường giả của độn nhất cảnh đối với ngươi mà nói, chắc sẽ không có sự uy hiếp gì. Thứ hai, ta cần ngươi liên hệ với vũ trụ lục duy. Liên hệ với vũ trụ lục duy. Diệp Huyên hỏi, hợp tác với bọn họ. Quan Âm gật đầu, phải, có điều, ta nghĩ có thể sẽ có chút khó khăn. Bởi vì bọn họ có thể sẽ không đi đối địch với đạo giới. Đối với bọn họ mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuy nhiên, người khá đặc biệt, người có thể đi tìm bọn họ, liên hệ với bọn họ thử. Nếu là người khác, vũ trụ lục duy nhất định sẽ không nể mặt. Nhưng nếu là Diệp Huyên, thì vũ trụ lục duy có thể sẽ nể mặt. Diệp Huyên nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được. Giờ ta sẽ đi ngay. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyên đứng dậy rời khỏi. Trong căn phòng, chỉ còn lại một mình Quan Âm. Lúc này, một ông già xuất hiện ở phía sau Quan Âm. Trong mắt Quan Âm lóe lên một tia phức tạp, ả ta không nói gì. Nghiêm túc mà nói thì ả ta với Diệp Huyên cũng có thù oán. Tộc trưởng của âm linh tộc chết thảm, vô số cường giả đều vì Diệp Huyên mà chết. Thế nhưng ả ta biết, ả ta không được báo thù, nếu ả ta chọn báo thù, thì sẽ càng có nhiều người chết. Không chỉ không được báo thù, mà hiện giờ ả ta còn nhất định phải giúp Diệp Huyên, bởi vì chỉ có Diệp Huyên mới có thể dẫn âm linh tộc bước tiếp. Ông già ở phía sau Quan Âm khẽ nói, nha đầu. Con thích hợp làm tộc trưởng hơn Quan Thánh. Quan Âm lắc đầu, thầy, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Ông già gật đầu, ta biết, kỳ thực, năm đó không nên đến khiêu khích người này, thiên phú của người này quá đáng sợ, nhất là người đứng ở phía hắn ta, vốn không phải là người mà âm linh tộc chúng ta có thể chọc vào. Quan Âm gật đầu, chúng ta chỉ có thể buông bỏ hận thù, cùng với hắn chống lại kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy này. Chống lại những kẻ địch ở bên ngoài vũ trụ ngũ duy này. Ông già khẽ nói, con có thể buông bỏ được sao? Quan Âm lắc đầu, con không buông được, nhưng, con chỉ có thể lựa chọn buông bỏ. Bởi nếu không buông bỏ, âm linh tộc sẽ biến mất. Ông già trầm mặc. Hiện giờ, đừng nói là cô gái váy trắng, mà chỉ Diệp Huyên thôi cũng có năng lực tiêu diệt cả âm linh tộc. Phải biết rằng, hai vị của đảo Trích Tiên kia đều theo Diệp Huyên. Ngoài ra, phía sau Diệp Huyên còn có cường giả siêu cấp A La Thánh Đường. Quan Âm đột nhiên đứng dậy, thầy, người giúp con đi làm chút chuyện, gọi toàn bộ trận pháp sư và linh trận sư đến đây, không đến cũng phải đến. Ông già gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Quan Âm bước ra khỏi phòng, nhìn về phía đường chân trời, ả ta hít một hơi thật sâu rồi nhếch môi cười một cái. Nếu như có một số chuyện không thể thay đổi, vậy thì hãy mỉm cười mà đối mặt với chúng. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Vu tộc, hắn tới trước vách ngăn của vũ trụ lục duy, phía bên kia vách ngăn vũ trụ là Lý Trần Phong, mà bên cạnh Lý Trần Phong còn có một người con gái, người này chính là Văn Chiêu Nhược. Văn Chiêu Nhược cười nói, Diệp công tử, hân hạnh. Diệp Huyên cười nói, Văn điện chủ, hân hạnh. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử, chúng ta đã nhận được tin tức, cổ tự đã phái cường giả tiến về hạ giới, công tử phải cẩn thận. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cổ tự. Văn Chiêu Nhược gật đầu, một thế lực vô cùng thần bí của vũ trụ lục duy bọn ta. Nghe nói năm đó tiên tri, không đúng, phải nói là Diệp Thanh Chi chính là từ đạo giới chạy vào cổ tự, sau đó đã từ cổ tự chạy ra, tóm lại,
Tiên tri và cổ tử có mối quan hệ không rõ ràng, người mà bọn họ phái đi, nhất định sẽ tới tìm công tử đó. Diệp Huyên lắc đầu, tội của tiên tri này không ít nhỉ. Lúc này, Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, Diệp công tử có chuyện gì sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, Văn cô nương, chúng ta có thể liên thủ không? Văn Chiêu Nhược trầm mặc. Liên thủ. Nói thật, hiện giờ vũ trụ lục duy không muốn liên thủ với Diệp Huyên, bọn họ không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó, bởi vì không có lợi ích gì. Bọn họ không muốn đắc tội với Diệp Huyên, nhưng cũng không muốn đối địch với đạo giới. Diệp Huyên lúc này cười nói, để ta đổi cách nói khác, ta muốn nhờ các cô giúp đỡ một chút, có được không? Khóe miệng Văn Chiêu Nhược khẽ nhếch lên, được. Chỉ là giúp đỡ một chút, kết một phần thiện duyên thì vũ trụ lục duy rất sẵn lòng làm. Văn Chiêu Nhược lại nói, không biết Diệp công tử cần giúp đỡ gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cần một số trận pháp sư, linh trận sư, luyện đan sư, và cả đúc khí sư nữa, ngoài ra, ta còn muốn mượn vũ trụ lục duy một ít linh vật thiên địa cùng với linh tuyền. Văn Chiêu Nhược cười nói, không biết bọn ta được lợi gì. Diệp Huyên cười nói, sau này nếu ta mở khóa thư phòng, nếu như trong đó thật sự có đạo kinh, ta nguyện chia sẻ với Văn cô nương. Nghe vậy, đồng tử của Văn Chiêu Nhược đột nhiên co rụt lại, công tử chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Đạo kinh. Hắn thật sự không đặc biệt coi trọng, hắn là người tu kiếm, không phải người tu kinh. Thứ một kiếm tu nên tin tưởng vào nhất thực ra là bản thân mình. Hắn biết rất rõ, thực lực của cô gái váy trắng lớn mạnh như vậy, tuyệt đối không phải là bởi vì đã tu luyện thần vật gì. Nếu một người dựa vào ngoại vật mà trở nên lớn mạnh, vậy thì người đó không phải là người mạnh thực sự. Hơn nữa, cho dù đạo kinh này thật sự rất nghịch thiên, hắn cũng không ngại đưa cho người khác xem một chút, đương nhiên là đưa cho bạn bè và những người đã từng giúp đỡ mình. Văn Chiêu Nhược nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên, điều kiện trước tiên là nếu trong đó thật sự có. Nếu thực sự có, ta không ngại chia sẻ với Văn cô nương cùng vũ trụ lục duy, ta nói được làm được. Văn cô nương khẽ mỉm cười nói, Diệp công tử có biết giá trị của đạo kinh đó không? Diệp Huyên cười nói, ta không biết, cũng không muốn biết, có điều, vẫn là câu nói đó, nếu như vũ trụ lục duy nguyện ý giúp đỡ ta, ta có thể chia sẻ nó với Văn cô nương, Diệp Huyên ta nói lời giữ lời. Văn Chiêu Nhược nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta tin công tử. Nói xong, nàng ta quay đầu lại nhìn về phía Lý Trần Phong bên cạnh, đi thu xếp đi. Lý Trần Phong khẽ gật đầu, đang định lui xuống thì lúc này Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, phái thêm một vài người trong văn điện cũng xuống dưới đi. Lý Trần Phong gật đầu, rõ. Văn Chiêu Nhược nhìn Diệp Huyên, ta chỉ có thể cung cấp chút trợ giúp như này thôi, Diệp công tử hiểu ý của ta chứ. Diệp Huyên gật đầu, hiểu, như này là đã đủ rồi. Văn Chiêu Nhược gật đầu, Diệp công tử, bảo trọng. Nếu như có tin tức gì, ta sẽ sai người thông báo với công tử. Diệp Huyên cung tay làm lễ, đa tạ. Văn Chiêu Nhược gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn vách ngăn vũ trụ trước mặt, sau một hồi trầm tư, hắn cười nói, cổ tự, đạo giới. Tới đây, cùng nhau vui vẻ nào. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Vũ trụ lục duy. Sau khi tiểu đạo và ma trung trở về gia tộc ma đạo, tiểu đạo lập tức bắt đầu tiến hành chỉnh đốn. Gia tộc ma đạo hiện giờ có thể nói chính là một mớ hỗn độn, rất nhiều chuyện cần nàng xử lý. Vào ngày này, một người đàn ông đột nhiên đến gia tộc ma đạo. Người đến từng chính là thiên tài siêu cấp đế ngôn của đế tộc, cũng từng là đối tượng liên hôn của tiểu đạo. Sau lưng đế ngôn còn có ba vị cường giả độn nhất cảnh theo sau. Đội hình này hiện giờ đã đủ để tiêu diệt gia tộc ma đạo rồi. Trước đại điện ma đạo, đế ngôn lướt nhìn tiểu đạo đánh giá một lượt, cười nói, tiểu đạo cô nương, xem ra mấy năm nay cô sống chẳng ra làm sao. Tiểu đạo gật đầu, phải, nhưng ta không hối hận. Bởi vì ta đã gặp được hắn. Hai mắt đế ngôn khẽ híp lại, hắn. Tiểu đạo nhìn đế ngôn, Diệp Huyên, đệ nhất thiên tài của vũ trụ ngũ duy từ trước đến nay. Đệ nhất thiên tài.
Đế Ngôn ngây người, sau đó bật cười thành tiếng, cười một cách không kiêng nể gì cả. Tiểu đạo nhàn nhạt nói, nếu như ngươi gặp hắn, ngươi sẽ biết mình yếu như thế nào. Đế Ngôn cười nói, vậy sao? Tiểu đạo nhìn thẳng Đế Ngôn, ở trước mặt hắn, bất kỳ thiên tài hay yêu nghiệt nào cũng đều sẽ bị lu mờ. Nghe vậy, sắc mặt của Ma Trung ở bên cạnh có chút cổ quái. Tiểu thư, người cứ hại cô ra như vậy thì thực sự được sao? Đế Ngôn cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiểu đạo, ta đúng là càng lúc càng thấy thú vị. Không được, ta phải đi tìm hiểu thử vị thiên tài mà cô vừa nói, mong là sẽ không khiến ta phải thất vọng. Nói xong, gã xoay người, dẫn theo ba vị cường giả độn nhất cảnh biến mất ở chân trời. Nhìn thấy cảnh này, tiểu đạo trầm mặc. Lại bị thiên đạo đoán trúng rồi. Người con gái này, đúng là ma quỷ mà. Dường như nghĩ đến điều gì, nàng nhìn về phía chân trời, khẽ nói, xin lỗi. Câu này tất nhiên là nói với Diệp Huyên đang ở vũ trụ ngũ duy rồi. Nàng cũng không muốn hãm hại Diệp Huyên, nhưng nàng thấy, nếu như không dùng thủ đoạn này, nàng có thể sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Vì vậy, chỉ có thể hại Diệp Huyên một chút. Dường như biết tiểu đạo đang nghĩ gì, Ma Trùng ở bên cạnh đột nhiên cười nói, tiểu thư đừng suy nghĩ quá nhiều, cô gia thân là người đàn ông của tiểu thư, thay tiểu thư gánh vác một số chuyện là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, cô gia là một người sống tình cảm, nếu để người biết được, người nhất định sẽ chủ động thay tiểu thư gánh vác những chuyện này. Tiểu đạo không nói gì, nhưng cảm giác áy náy trong lòng lại càng nhiều. Bởi vì bản thân không phải là người phụ nữ của hắn mà. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng càng cảm thấy có chút không đành lòng. Đúng lúc này, Ma Trung đột nhiên nói, tiểu thư, tin tức truyền tới nói có người đã tìm thấy cô gái váy trắng rồi. Tiểu đạo khẽ nhíu mày, ai? Ma Trung trầm giọng đáp, đế tộc. Tiểu đạo sững sờ, sau đó nói, chúc mừng bọn họ đã trúng số độc đắc rồi. Ma Trung. Trên bầu trời đầy sao phía xa xăm, cô gái váy trắng đang bước đi chậm rãi, không biết vì lý do gì, mà hiện giờ nàng ấy đột nhiên thả chậm bước chân. Cô gái váy trắng nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt nàng ấy cứ nhìn về nơi rất xa, không biết đã nhìn thấy gì, khóe miệng nàng ấy nhếch lên một tia giễu cợt, nụ cười rất lạnh lùng, bầu trời đầy sao này tại khoảnh khắc này tựa như một hầm băng. Nàng ấy rất tức giận. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện cách cô gái váy trắng không xa. Người tới chính là Đế Lâm Uyên, tộc trưởng của đế tộc. Đế Lâm Uyên chắp hai tay sau lưng, hắn ta nhìn cô gái váy trắng, trên mặt nở nụ cười, chắc ta là người đầu tiên tìm thấy cô. Cô gái váy trắng thu hồi ánh mắt đang nhìn bầu trời đầy sao, nàng ấy nhìn về phía Đế Lâm Uyên, mặt không cảm xúc. Đế Lâm Uyên nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, cô đã đọc qua đạo kinh, đúng chứ? Cô gái váy trắng không nói gì. Hai mắt của Đế Lâm Uyên khẽ híp lại, cô đang nghĩ gì thế? Đang muốn chạy sao? Nếu là như vậy, vậy thì ta khuyên cô nên từ bỏ ý định ngu ngốc này. Bởi vì cô hiện giờ, nếu như ta đoán không lầm, cơ thể cô chắc là đang bị trọng thương, cô hiện giờ, cô cảm thấy cô là đối thủ của ta sao? Trong tinh không, cô gái váy trắng im lặng không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Đế Lâm Uyên kia đang nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, có phải đạo kinh đang nằm ở trong tay cô không? Đạo kinh. Bởi theo hắn ta thấy, một nơi như vũ trụ ngũ duy, tuyệt đối không thể cho ra được cường giả độn nhất cảnh. Người con gái trước mặt này nhất định là đã đọc đạo kinh mà Diệp Thanh Chi đưa xuống. Đạo kinh. Vừa nghĩ đến đạo kinh này, sự nhẫn nại của Đế Lâm Uyên liền dần biến mất. Hắn ta đã rất nóng lòng muốn có được đạo kinh. Cô gái váy trắng đột nhiên nhìn về phía Đế Lâm Uyên, sau đó hai mắt nàng ấy khẽ híp lại, ta khuyên ngươi đừng ra tay. Lúc này, cô gái váy trắng tiến lên trước một bước. Xoẹt. Trong phút chốc, đầu của Đế Lâm Uyên ngay lập tức đã bay đi. Một bước chính là một kiếm chính là một mạng. Thời điểm đầu của Đế Lâm Uyên bay ra ngoài, hai mắt hắn ta trợn tròn, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Chết rồi. Mình đã chết rồi. Đế Lâm Uyên thực sự ngây người.
hắn ta thậm chí còn chưa nhìn thấy cô gái váy trắng đã xuất kiếm như thế nào. Đây là thực lực gì? Không phải đột nhất. Khoảnh khắc này, hắn ta mới biết người con gái trước mặt này vốn không phải là đột nhất cảnh. Đáng tiếc, lúc hắn ta biết được điều này thì đã quá muộn rồi. Ánh mắt Đế Lâm Uyên dần trở nên mông lung, đây chính là cảnh giới ở trên đột nhất sao? Cả đời này, hắn ta đều tìm kiếm đột phá, đạt đến cảnh giới trên đột nhất trong truyền thuyết, hắn ta muốn nhìn thử phong cảnh của cảnh giới trên đột nhất. Nhưng đáng tiếc, hắn ta chưa từng được thấy qua, bởi vì trong lịch sử toàn đạo giới, không có cường giả nào đạt được cảnh giới trên đột nhất. Mà hiện giờ, hắn ta đã nhìn thấy rồi. Cảnh giới ở trên đột nhất, vậy mà lại mạnh như vậy. Rất nhanh ngay sau đó, trong mắt của Đế Lâm Uyên dần dần mất đi sắc thái. Mà cô gái váy trắng đã biến mất ở phía cuối tinh không, không bao lâu sau khi nàng ấy biến mất, thi thể của Đế Lâm Uyên biến mất không còn tăm hơi. Thần hồn tan biến hoàn toàn. Một nhát kiếm đó trực tiếp đã xóa sổ Đế Lâm Uyên. Không ai biết rằng một vị cường giả tuyệt thế như vậy đã âm thầm biến mất ở nơi này. Ở phía cuối tinh không, cô gái váy trắng đã tới trước một vách ngăn vũ trụ, nơi này, đã là nơi tận cùng của đạo giới. Cô gái váy trắng nhìn vách ngăn vũ trụ trước mặt, mặt không chút cảm xúc, lúc này, một giọng nói truyền đến bên cạnh nàng ấy, cô chính là cô gái váy trắng mà mọi người đang tìm kiếm. Cô gái váy trắng không quay đầu lại, cách phía bên phải nàng ấy 10 trượng. Có một cô bé đang đứng. Cô bé đó chỉ khoảng 15, 16 tuổi, mái tóc dài thắt một bím, mặc một chiếc váy nhỏ trắng như tuyết, tay trái cô bé cầm một thanh trường đao có vỏ, dáng vẻ lạnh lùng. Cô gái váy trắng không trả lời cô bé. Cô bé đột nhiên lại nói, ta muốn đánh với cô một trận. Cô gái váy trắng nhìn về phía cô bé khẽ nhướn mày, được không? Cô gái váy trắng lắc đầu, không được. Cô bé khẽ chau mày, tại sao? Mặt cô gái váy trắng không cảm xúc, ta sợ sẽ đánh chết ngươi. Cô bé hơi sững người, sau đó nói, ta là đột nhất cảnh. 16 tuổi đã đạt đến đột nhất cảnh. Nếu người của đạo giới ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì người trước mặt này chính là Trần Yêu Nghiệt, được mệnh danh là kẻ yêu nghiệt nhất trong lịch sử đạo giới. Xưa nay chưa từng có. Ngay cả Diệp Thanh Chi, đệ nhất thiên tài của đạo giới năm đó, cũng không bằng Trần Yêu Nghiệt. Bởi vì lúc Diệp Thanh Chi đạt đến đột nhất cảnh, đã 20 tuổi. Nhưng cô bé này không giống, cô bé chỉ mới 16 tuổi. Đạo giới có lưu truyền một câu nói, Trần Yêu Nghiệt, sinh ra là một yêu nghiệt. Cô gái váy trắng không nói gì, cứ như thế nhìn vách ngăn vũ trụ trước mặt. Bước qua nơi này. Lại cách hắn càng thêm xa một chút. Nàng ấy vẫn là có chút lo lắng. Lúc này, Trần Yêu Nghiệt kia nói, ta có thể cảm nhận được, cô mạnh hơn gia gia ta rất nhiều. Cô gái váy trắng vẫn không nói gì. Trần Yêu Nghiệt đang định nói, thì cô gái váy trắng đột nhiên lên tiếng, ca ca ta chẳng mấy chốc sẽ tới nơi này, giúp ta chuyển lời đến huynh ấy. Trần Yêu Nghiệt chớp mắt, sau đó nói, lời gì? Cô gái váy trắng nhìn Trần Yêu Nghiệt, cứ nói, ta ở trên mây đợi huynh ấy. Trần Yêu Nghiệt trầm giọng nói, thực lực cô mạnh như vậy, sao cô không tự mình nói với hắn? Cô gái váy trắng khẽ đáp, ta sợ một khi ta nói với hắn thì sẽ không nỡ rời đi nữa. Đó chính là nguyên nhân tại sao khoảng thời gian này nàng ấy muốn thả bước chân chậm lại. Nàng ấy biết mình nên buông tay, để Diệp Huyên tự bước đi trên con đường của riêng mình. Thế nhưng nàng ấy lại không nỡ. Phía xa, Trần Yêu Nghiệt gật đầu, ca ca cô tên là gì? Cô gái váy trắng đáp, Diệp Huyên. Trần Yêu Nghiệt cười nói, nếu hắn tới đây, ta sẽ chuyển lời của cô đến hắn. Nói đoạn, cô bé nắm chặt thanh đao bên hông mình, ta muốn đánh với cô một trận. Cô gái váy trắng nhìn về phía Trần Yêu Nghiệt, ngươi cho rằng cường giả của đột nhất cảnh rất mạnh. Trần Yêu Nghiệt nhướn mày, đương nhiên. Cô gái váy trắng nhìn Trần Yêu Nghiệt, ngươi chưa hề đạt đến đột nhất. Trần Yêu Nghiệt nhíu mày lại, không thể nào, ta đã đạt đến đột nhất. Cô gái váy trắng đột nhiên chỉ về bên phải một cái. Xoẹt.
Một tia kiếm quang lặng lẽ áp lên ấn đường của Trần Yêu Nghiệt. Trần Yêu Nghiệt ngây người. Cô gái váy trắng không nói gì nữa, nàng ấy hướng về phía xa mà bước. Tia kiếm quang ở giữa ấn đường Trần Yêu Nghiệt kia lặng lẽ biến mất. Giọng của Trần Yêu Nghiệt bỗng run run, ta thực sự không phải độn nhất sao? Cô gái váy trắng dừng bước, độn xuất ra khỏi đại đạo, làm thành cái nhất kia mới gọi là độn nhất, cô vẫn đang ở trong đạo. Trần Yêu Nghiệt nhìn cô gái váy trắng, nói như thế, cường giả độn nhất cảnh của đạo giới bọn ta đều là giả sao? Cô gái váy trắng không nói gì nữa, nàng ấy bước đến vách ngăn vũ trụ kia, nàng ấy giơ ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường, ngay lập tức, vách ngăn vũ trụ đó trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Trần Yêu Nghiệt bỗng biến sắc. Đây là vách ngăn của vũ trụ. Từ trước đến nay, chưa có ai có thể phá vỡ màn vách ngăn vũ trụ không xác định này. Mà hiện giờ, người con gái trước mặt này dễ dàng như vậy liền đã làm được. Cô gái váy trắng bước về phía vách ngăn vũ trụ bị nứt ra kia, lúc này, tại vách ngăn vũ trụ Trần Thuật kia, truyền đến một tiếng thở dài nặng nề của một người lớn tuổi còn sống không tốt sao. Âm thanh tưởng như rất gần, nhưng lại dường như rất xa, lại lộ ra một luồng sức mạnh xuyên thấu cực kỳ bá đạo, không muốn nghe cũng không được. Cô gái váy trắng nhìn về phía sâu trong vách ngăn vũ trụ, mặt không chút cảm xúc, cầu chết. Nói xong, người nàng đã biến mất trong màn vách ngăn vũ trụ kia. Vách ngăn vũ trụ khép lại. Mặt của Trần Yêu Nghiệt đang có mặt kia liền ngây ra. Đây cứ thế đã vào trong rồi. Cô bé do dự một chút, sau đó bước đến trước vách ngăn vũ trụ kia, rồi rút đao chém ra một nhát. Một đao này chấn động đất trời. Xong, lúc nhát đao này chém vào vách ngăn vũ trụ kia lại không chút tổn hại, mà bản thân Trần Yêu Nghiệt lại bị đẩy lùi về phía sau xa cả ngàn trượng. Không chỉ vậy, cô bé vừa dừng lại, không gian trong phạm vi mấy vạn trượng phía sau cô bé liền sụp đổ. Trong miệng cô bé cũng tràn ra một vệt máu tươi. Trần Yêu Nghiệt có chút mông lung, cái này khủng bố như vậy sao? Nhưng vừa rồi người con gái đó dễ dàng như vậy liền đã mở ra được mà. Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía thanh đao của mình, là do đao của mình không đủ sắc sao? Một hồi lâu sau, Trần Yêu Nghiệt mới bình tĩnh lại. Lúc này, cô bé đã hoàn toàn tin những gì mà cô gái váy trắng đã nói. Độn nhất cảnh là giả. Trần Yêu Nghiệt nhìn về phía vách ngăn vũ trụ ở đằng xa kia, dần dần, trong mắt cô bé hiện lên một vẻ kiên định. Vách ngăn vũ trụ trước mặt này sẽ là mục tiêu cả đời này của Trần Yêu Nghiệt cô. Diệp Huyên. Nghĩ đến đây, Trần Yêu Nghiệt liền xoay người chạy. Nhất định phải nói với Gia Gia, người đàn ông đó là người không thể chọc vào. Cường giả của vũ trụ ngũ duy vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô gái váy trắng, nhưng không có ai tìm thấy cô gái váy trắng. Điều đáng nói là tộc trưởng đế tộc, Đế Lâm Uyên đã biến mất. Do đó, rất nhiều người đồn đoán rằng Đế Lâm Uyên đã tìm thấy cô gái váy trắng, hơn nữa đã giết cô gái váy trắng, đoạt lấy đạo kinh. Đại điện ma đạo. Bên trong đại điện, Ma Trung trầm giọng nói, tiểu thư, Đế Lâm Uyên biến mất rồi. Tiểu đạo khẽ nói, chết rồi. Ma Trung gật đầu. Ông ta cũng nghĩ giống tiểu đạo, nếu Đế Lâm Uyên thật sự tìm được cô gái váy trắng, vậy thì chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Người con gái đó đã giết chết cường giả độn nhất cảnh siêu cấp của vũ trụ lục duy chỉ trong nháy mắt. Đế Lâm Uyên sao có thể là đối thủ của nàng ấy chứ? Tiểu đạo đột nhiên nói, không phải bên ngoài đang đồn Đế Lâm Uyên đã lấy được kinh đạo sao? Ma Trung gật đầu, phải. Tiểu đạo nhàn nhạt nói, phái người ra ngoài, thêm dầu vào lửa, cứ nói là Đế Lâm Uyên lấy được kinh đạo, hơn nữa còn đang bí mật đột phá. Ma Trung liếc nhìn tiểu đạo một cái, gật đầu, được. Nói xong, ông ta đang định lui xuống, thì lúc này tiểu đạo lại nói, đừng để người khác biết được là chúng ta làm. Ma Trung gật đầu, chuyện này ta sẽ đích thân sắp xếp. Dứt lời. Ông ta lui xuống. Hai mắt tiểu đạo từ từ nhắm mắt lại, ngươi phải nhanh chóng tăng tốc. Ta chỉ có thể trì hoãn cho ngươi một chút thời gian như này thôi. Nàng biết, thứ mà Diệp Huyên thiếu nhất hiện giờ chính là thời gian.
Diệp Huyên không chỉ phải đối phó với kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy, mà còn phải đối phó với cổ tự, mà hiện giờ chẳng bao lâu nữa, một khi để người của đạo giới phát hiện ra Đế Lâm Uyên đã thất thủ, hơn nữa bọn họ lại không tìm được cô gái váy trắng, vậy thì bọn họ nhất định sẽ tìm tới Diệp Huyên. Vì vậy, thời gian còn lại của Diệp Huyên đã không còn bao nhiêu. Vũ trụ ngũ duy. Dưới sự kêu gọi của Quan Âm, trận pháp sư và linh trận sư của toàn vũ trụ ngũ duy đều đã đến Vu Thành, không chỉ vậy, mấy vị trận pháp sư và linh pháp sư của vũ trụ lục duy cũng đã đến. Có hơn ngàn người. Mục tiêu của hơn nghìn người này chỉ có một, đó chính là xây dựng một trận pháp siêu cấp. Dưới sự tuyên truyền của Quan Âm, tất cả mọi người đều đã biết, vũ trụ ngũ duy sắp xảy ra kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy, trong tình huống này, vũ trụ ngũ duy có thể nói là đoàn kết chưa từng có. Loài người chính là như vậy, nhiều lúc tự giết lẫn nhau tàn nhẫn hơn ai hết, nhưng nhiều lúc lại là một chủng tộc đoàn kết nhất. Diệp Huyên cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn điên cuồng luyện tập đạo tắc. Tháp giới ngục và đạo tắc trong tháp, có thể nói là một trong những quân bài mạnh nhất của hắn, nhất định phải tu luyện cho thật tốt. Ngoài ra, Quan Âm còn tìm đến rất nhiều cường giả, nhờ bọn họ giúp Diệp Huyên tăng cường thân xác. Dùng lời mà Quan Âm đã nói thì chính là, thân xác của Diệp Huyên vẫn chưa đủ. Bởi vì một khi trận pháp thành công, bắt buộc lấy Diệp Huyên làm mắt trận, nếu mắt trận Diệp Huyên không giữ được, há chẳng phải phí công vô ích sao? Bởi vậy, thân xác của Diệp Huyên bắt buộc phải đủ mạnh. Giúp Diệp Huyên thăng cấp thân xác. Trong lúc nhất thời, toàn vũ trụ ngũ duy có thể nói là rất bận rộn. Trong lúc tất cả mọi người ở vũ trụ ngũ duy đang tất bật, một người con gái đã lặng lẽ tới đạo giới. Tại lối ra của vách ngăn vũ trụ của đạo giới, vách ngăn vũ trụ ở đó đột nhiên nứt ra, một người con gái đột nhiên bước ra. Người đến không phải ai khác, chính là thiên đạo của vũ trụ ngũ duy kia. Thiên đạo của vũ trụ ngũ duy lướt nhìn xung quanh một cái, mỉm cười, đạo giới, ta tới rồi. Hi hi. Vũ trụ ngũ duy. Trong đại điện, hơn 1.000 con người đang tề tựu bàn luận. Đám người này, đều là trận pháp sư và linh trận sư, đều là người đến từ khắp nơi trên vũ trụ ngũ duy. Trong đó, trận pháp sư của đủ các thời đại đều đang tề tựu ở nơi này. Mọi người đều chỉ có một mục đích, đó chính là nghiên cứu ra một trận pháp siêu cấp. Đại trận của vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên đang ở trong đó, bởi vì hắn là mắt trận. Chính là trung tâm của trận pháp, vì thế, rất nhiều vấn đề đều liên quan đến hắn, vì thế, mỗi ngày hắn đều sẽ dành thời gian để thảo luận cùng với mọi người. Trong đại điện, mọi người đều đang vây quanh một ông lão, người này tên là Lý Trận Thiên. Lý Trận Thiên, là một vị trận pháp sư do Văn Chiêu Nhược của vũ trụ lục duy phái xuống, có thể nói trình độ trận đạo của ông ấy là cao nhất ở đây. Hiện giờ, đối với chuyện của trận pháp, ông ấy là lão đại. Lúc này, Lý Trận Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, có thể nói chuyện riêng một chút không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là được. Lý Trận Thiên cùng Diệp Huyên bước ra ngoài đại điện, sắc mặt của Lý Trận Thiên có chút ngưng trọng, Diệp công tử, cậu thực sự muốn dùng bản thân mình làm mắt trận. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Trận Thiên, lão Lý, có vấn đề gì sao? Lý Trận Thiên gật đầu, thực không dám giấu, đại trận đang ở trong tâm trí ta có thể nói là một khi trận pháp này được lập thành, nhất định sẽ là trận pháp mạnh nhất vũ trụ ngũ duy và lục duy, bởi vì đây là trận pháp mà chúng ta đã tập hợp toàn bộ sức mạnh của vũ trụ ngũ duy để tạo thành. Thế nhưng, có một vấn đề rất lớn, đó chính là, uy lực của trận pháp này vô cùng lớn, lớn đến mức ta cũng không thể tưởng tượng ra được. Nói đoạn, ông ấy nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử. Thứ cho ta nói thẳng, ta sợ rằng cậu sẽ không chịu được sức mạnh của trận pháp này. Diệp Huyên hỏi, không lấy ta làm mắt trận, có được không? Lý Trận Thiên gật đầu, được, nhưng, uy lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Trong lịch sử trận pháp, lấy đất trời làm trận pháp với lấy người làm trận pháp là mạnh nhất. Bởi vì, trận pháp như vậy sẽ là vật sống. Diệp Huyên cười đáp, ta nghĩ ta có thể chịu được. Lý Trận Thiên nhìn Diệp Huyên, một khi trận pháp được tiến hành, không chỉ cần thân xác lớn mạnh, mà còn cần cả thần hồn lớn mạnh chống đỡ,
Diệp công tử, ta có thể nói với cậu một cách rất nghiêm túc rằng, đó không phải là chuyện đùa, một chút sơ sẩy, Diệp công tử, thần hồn của cậu sẽ bị diệt hoàn toàn. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó kéo Lý Trận Thiên qua một bên, hắn lấy ra một thanh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, Lý Trận Thiên sững người, sau đó kinh ngạc nói, khí tức của thanh kiếm này ẩn chứa đại đạo đất trời, chẳng lẽ có liên quan với thiên đạo của vũ trụ ngũ duy kia? Diệp Huyên gật đầu, phải. Lý Trận Thiên kinh ngạc nói, cô ta đã đưa thanh kiếm này đưa cho cậu. Diệp Huyên gật đầu, có kiếm này trong tay, ta liền có cả thiên địa. Lý Trận Thiên cười nói, lão phu đã hiểu. Nói xong, ông ấy xoay người rời khỏi. Kiếm thiên đạo. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa vào lúc cần thiết, Diệp Huyên có thể mượn sức mạnh của đất trời tương trợ. Sức mạnh của đất trời, đó là điều chỉ có thiên đạo mới có thể làm được. Nói một cách đơn giản, Diệp Huyên có thanh kiếm này, đồng nghĩa với việc lấy đất trời làm mắt trận. Trong tình huống này, cộng thêm thân xác của Diệp Huyên, là hoàn toàn có thể chống đỡ sức mạnh của trận pháp. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhìn kiếm thiên đạo trong tay, trầm mặc không nói gì. Đây là thanh kiếm thiên đạo đã đưa cho hắn, nhưng hắn rất ít dùng. Kiếm thiên đạo. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không, khẽ nói, cô gái đó không biết lại tới chỗ nào khiến người khác gặp họa rồi. Hắn có chút kính sợ thiên đạo của vũ trụ ngũ duy. Kính là tôn kính, bởi vì đối phương thực sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều, còn sợ là bởi vì người con gái này thực sự quá đáng sợ, nếu như đối phương và hắn đối địch, thì hậu quả khó mà lường được. Có điều may mà người con gái này đứng về phía hắn. Lúc này, Quan Âm xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, à ta nhìn Diệp Huyên, vũ trụ lục duy đã phái đến một cường giả chuyên tu thân xác. Diệp Huyên liền vội nói, mau dẫn ta đi gặp thử. Quan Âm gật đầu. Chẳng mấy chốc, Quan Âm dẫn Diệp Huyên bước vào trong một đại điện. Bên trong điện, có một người đàn ông trung niên đang đứng, người đàn ông trung niên có thân hình vạm vỡ, hai cánh tay to như cây cột, thoạt nhìn liền biết có sức mạnh công phá mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên cung tay làm lễ với Diệp Huyên, Diệp thiếu gia. Diệp Huyên cười nói, tiền bối cứ gọi ta là Diệp Huyên là được rồi. Ba chữ Diệp thiếu gia, nghe không hay. Người đàn ông trung niên cười ha ha một tiếng, được. Nói đoạn, ông ta bước đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó xuất ra một quyền đấm vào ngực Diệp Huyên. Bộp! Diệp Huyên liền lùi lại mấy trượng, nhưng lại không hề hấn gì. Người đàn ông trung niên nhìn thân thể của Diệp Huyên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thân xác của Diệp công tử quả nhiên mạnh mẽ, thân xác này của cậu, cho dù là ở vũ trụ lục duy, thì cũng là người đứng đầu rồi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, có cách nào thăng cấp thân xác này của ta nữa không? Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta lướt nhìn Diệp Huyên đánh giá một lượt, sau đó trầm giọng nói, thân xác của Diệp công tử có thể nói đã đạt đến độ hoàn mỹ, có điều, ta vẫn có một kiến nghị nho nhỏ, có lẽ sẽ giúp ích cho Diệp công tử. Diệp Huyên vội vàng nói, xin tiền bối cứ nói thẳng. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, ngoại vật. Diệp Huyên khẽ chau mày, ngoại vật, ý của người là. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói, Diệp công tử, thân xác của cậu gần như đã đạt đến đỉnh cao, muốn đột phá lần nữa, thứ cho ta nói thẳng, sợ là sẽ rất khó. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm ngoại vật. Chế tạo một bộ bảo giáp hoàn mỹ phù hợp với thân xác cậu. Bảo giáp. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó hắn lấy khiên nhân vương ra. Người xem vật này thế nào? Người đàn ông trung niên lướt nhìn nhân vương thuẫn đánh giá một lượt, lắc đầu, vật này tuy rằng là cực phẩm, nhưng vẫn chưa đủ, không xứng với thân xác của Diệp công tử. Ta kiến nghị, chúng ta nên tập hợp thợ rèn của cả vũ trụ ngũ duy và lục duy, tập hợp sức mạnh của toàn vũ trụ ngũ duy chế tạo ra một bộ bảo giáp siêu cấp độc nhất vô nhị. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm gật đầu, đúng. Đây là thợ rèn. Diệp Huyên cười nói, ta có quen một vị. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, giờ ta sẽ đi mời người đó. Nói xong, hắn liền xoay người chạy. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên tìm đến dị thú kinh, điều đáng nói là dị thú kinh cũng đã đạt đến quy nguyên phá giới,
bởi vì ả ta cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Diệp Huyên trực tiếp tiến vào thế giới dị thú kinh, rất nhanh sau đó, hắn lại một lần nữa tìm thấy thợ rèn già, người đã từng chế tạo giáp chọc long cho hắn. Thợ rèn già liếc mắt nhìn Diệp Huyên một cái, cười nói tiểu tử ngươi tiến bộ rất nhanh. Diệp Huyên cười nói tiền bối dạo này vẫn khỏe chứ. Thợ rèn già nhàn nhạt nói chuyện chính đi, ngươi tới tìm ta, nhất định không phải tới chỉ để hỏi ta có khỏe hay không. Diệp Huyên. Thợ rèn già lại đột nhiên nói, có phải là muốn chế tạo bảo vật gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, phải. Vãn bối muốn chế tạo một bộ bảo giáp tốt nhất từ trước đến nay. Nghĩ tới nghĩ lui, vãn bối cảm thấy, chỉ có tiền bối mới có năng lực này. Thợ rèn già trầm giọng nói, tiểu tử, chế tạo một bộ bảo giáp tốt nhất từ trước đến nay. Diệp Huyên gật đầu, được chứ? Thợ rèn già ngạo nghễ nói, chỉ cần ngươi có vật liệu, cái gì ta cũng đều có thể chế tạo cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối muốn vật liệu gì? Thợ rèn già cười nói, ta muốn vật liệu gì thì ngươi đều có thể tìm ra sao? Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức. Thợ rèn già đột nhiên nói, đưa khiên nhân vương kia của cậu cho ta. Diệp Huyên không chút do dự, trực tiếp đưa khiên nhân vương cho thợ rèn già. Thợ rèn già liếc nhìn tấm thuẫn trong tay, sau đó nói, thứ này đã không còn xứng với ngươi, ta phải đem nó đi rèn lại. Diệp Huyên liền vội hỏi, rèn lại. Thợ rèn già gật đầu, phải. Nói đoạn, lão ta nhìn về phía Diệp Huyên, ta cần rất nhiều vật liệu chân quý. Thứ này sau này có thể biến thái như thế nào, thì phải xem ngươi có thể cung cấp được bao nhiêu vật liệu. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Thợ rèn già xoay người bước vào trong nhà tranh, chẳng mấy chốc, lão ta lại bước trở ra, lão ta đưa cho Diệp Huyên một tờ giấy bổi, những thứ mà ta muốn đều có viết ở trên này. Diệp Huyên lướt nhìn tờ giấy bổi một lượt, trên tờ giấy bổi viết hàng trăm loại vật liệu, có thứ hắn đã từng nghe thấy, cũng đã từng nhìn thấy, nhưng phần lớn trong số này là chưa từng nghe qua. Diệp Huyên cất tờ giấy bổi, sau đó nói, tiền bối, ta sẽ phái người đi tìm. Người cùng ta trở về Vu Thành không? Ta sẽ phái vài người đến giúp tiền bối. Thợ rèn già nhàn nhạt nói, ngươi là đang xem thường ta đó sao? Diệp Huyên vội vàng nói, đâu có, chỉ là muốn tìm cho tiền bối một vài trợ thủ. Thợ rèn già nói, ngươi chỉ cần lo đi tìm vật liệu là được rồi, ta không cần người khác tới giúp. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, được. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Đối với thợ rèn già, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhìn Diệp Huyên rời đi, thợ rèn già khẽ nói, tên nhóc này đúng là càng đi càng xa mà. Sau khi Diệp Huyên trở về Vu tộc, hắn tìm đến Quan Âm, sau đó đưa tờ giấy bổi kia cho Quan Âm. Quan Âm lướt nhìn một lượt, rất nhanh ngay sau đó, ả ta nhíu mày. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Quan Âm trầm giọng nói, trên này có rất nhiều vật liệu ta chưa từng nghe qua. Nói đoạn, ả ta nhìn về phía Diệp Huyên, cái người mà ngươi tìm kia, nếu không phải là thần tiêu thì chính là tên bịp bợm. Diệp Huyên cười nói, vậy chắc là thần tiên rồi. Quan Âm gật đầu, ta sẽ sai người đi tìm kiếm, nếu như vũ trụ ngũ duy không có. Diệp Huyên nói, liên lạc với tiền bối Lý Trần Phong, ông ấy sẽ giúp chúng ta. Quan Âm đột nhiên nói, bọn họ giúp ngươi như vậy, không đơn thuần chỉ là vì cô gái váy trắng, phải chứ? Diệp Huyên cười nói, ta đã hứa với bọn họ, nếu như trong thư phòng có đạo kinh, ta sẽ cho bọn họ mượn xem thử. Đạo kinh. Hai mắt của Quan Âm khẽ híp lại, ngươi đang nói nghiêm túc sao? Đạo kinh. Ả ta đương nhiên biết, bởi vì Diệp Huyên đã nói với ả ta chuyện của đạo giới. Diệp Huyên cười nói, cô thấy ta giống như đang nói đùa sao? Quan Âm trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên nói, quan cô nương, nếu như cô có hứng thú, sau này ta cũng có thể đưa cho cô mượn xem, đương nhiên, nếu ở trong đó có. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, ta đang nói nghiêm túc đó. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong phòng, Quan Âm trầm mặc. À ta biết, Diệp Huyên không có nói đùa,
mặc dù người đàn ông này bình thường hay cười tâu toét, nhưng nhiều lúc, hắn mà nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc hơn bất cứ ai. Một điều đáng nói đó chính là, hắn đối với người của mình, đó là điều không có gì phải nói. Dường như nghĩ đến điều gì, Quan Âm lắc đầu, nụ cười có chút chua chát. Âm linh tộc năm đó muốn có được thư phòng như vậy, sao phải đi cướp chứ? Diệp Huyên này dễ nói chuyện như vậy, cứ trực tiếp làm bạn với hắn, không phải cái gì cũng đều có rồi sao? Tội gì phải như vậy chứ? Một lúc sau, Quan Âm xoay người rời đi, sau khi ra cửa, trên mặt ả ta lộ ra một nụ cười. Trên tầng mây của bầu trời vu tộc, một cô gái mặc tăng y đang lặng lẽ nhìn xuống, nàng ấy đã ở đây quan sát rất nhiều ngày rồi. Nàng ấy không động thủ, bởi vì nàng ấy phát hiện phía dưới có rất nhiều người. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Kiếm niệm. Trong khoảng thời gian này, hắn đột nhiên phát hiện một điều, đó là kiếm niệm của hắn hình như đang càng ngày càng mạnh. Đây là do nguyên nhân gì? Diệp Huyên trầm tư. Sự thay đổi của kiếm niệm chắc chắn là có liên quan đến tự bản thân hắn. Niềm tin kiếm đạo. Niềm tin kiếm đạo lúc trước của mình là gì? Bảo vệ muội muội, bảo vệ bạn bè bên cạnh. Vậy còn bây giờ? Bây giờ thêm một vũ trụ ngũ duy. Nghĩ vậy, Diệp Huyên dần nhíu mày, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Niềm tin kiếm đạo của hắn thay đổi vì suy nghĩ của hắn. Diệp Huyên đứng dậy đi ra cửa, hắn nhìn về phía xa xa, ở xa xa trong đại điện, mấy nghìn vị trận pháp sư đang nghiên cứu đại trận mới kia, ngoài những trận pháp sư ra, còn có vô số thợ rèn và luyện đan sư đang điên cuồng bận rộn. Mục tiêu của mọi người chỉ có một, chống lại ngũ duy kiếp. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cảm nhận thấy trọng trách của mình càng nặng hơn. Bởi vì tất cả mọi người ở ngũ duy đều đang theo hắn. Lúc trước chỉ là bảo vệ một người, nhưng hiện tại, thứ hắn bảo vệ là cả một vũ trụ. Nghĩ đến đây, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên rung lên. Kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, nó đang rung động, giống như đang biểu đạt điều gì. Diệp Huyên cười nói, ta cũng không biết vì sao ta đột nhiên trở nên vĩ đại như vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hiện tại, mục tiêu kế tiếp của hắn chính là quy nguyên phá giới cảnh. Chỉ có đạt tới quy nguyên phá giới cảnh, hắn mới hoàn toàn nắm chắc chém giết được cao thủ độn nhất cảnh. Hắn biết, không lâu nữa sẽ có vô số độn nhất cảnh đến tìm hắn. Diệp Huyên hắn chưa bao giờ thiếu kẻ địch, hơn nữa, có vài kẻ địch đến mà tự hắn cũng chẳng biết tại sao. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi tâm thái rồi, bốn chữ, giết là xong. Diệp Huyên ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện xảy ra. Chấm chấm chấm. Vũ trụ Lục Duy. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này Lục Duy đã giúp đỡ rất nhiều cho Ngũ Duy. Mặc dù Lục Duy không tuyên bố rõ ràng là sẽ liên kết với Ngũ Duy, nhưng Ngũ Duy cần người cho người, cần vật tư liền cho vật tư. Đương nhiên, sở dĩ Văn Chiêu Nhược làm như vậy, ngoài việc muốn kết giao với Diệp Huyên ra, còn có một nguyên nhân. Đó là lời hứa của Diệp Huyên. Nếu là người khác hứa cùng hưởng đạo kinh, nàng ta sẽ không tin, nhưng là Diệp Huyên, nàng ta tin. Bởi vì theo nàng ta điều tra, Diệp Huyên làm việc vô cùng có nguyên tắc. Trong đình, Văn Chiêu Nhược lần nữa tìm thấy Thiên Đạo Lục Duy. Văn Chiêu Nhược nhẹ giọng nói, ngũ duy phát triển rất nhanh. Thiên Đạo Lục Duy cười nói, người sợ bọn họ vượt qua chúng ta. Văn Chiêu Nhược gật đầu. Ngũ Duy phát triển quá nhanh. Đây là điều nàng ta hoàn toàn không ngờ tới. Đương nhiên, nàng ta càng không ngờ, Diệp Huyên thế mà có thể khiến vũ trụ Ngũ Duy và linh vực đoàn kết như vậy. Người này quá giỏi đánh lừa rồi. Điều quan trọng nhất là, sự phát triển của vũ trụ Ngũ Duy bây giờ quả thật có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Cứ tiếp tục như vậy, vượt qua Lục Duy có thể cũng không phải việc gì khó. Thiên Đạo Lục Duy đột nhiên nói, kẻ địch của bọn họ là Ngũ Duy Kiếp. Văn Chiêu Nhược hỏi, sau khi qua Ngũ Duy Kiếp thì sao? Lục Duy Thiên Đạo cười nói, người lo lắng mục tiêu của bọn họ là Lục Duy. Văn Chiêu Nhược gật đầu. Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu, sẽ không.
Bởi vì nếu hắn lựa chọn đến Lục Duy, hắn sớm đã có thể làm như vậy rồi. Nhưng hắn không làm như vậy, rất rõ ràng, hắn muốn thay đổi vũ trụ ngũ Duy. Văn Chiêu Nhược lắc đầu, hiện tại có mối nguy, mọi người cùng đoàn kết với hắn, nhưng một khi mối nguy được giải trừ, nội bộ của bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện các loại vấn đề và mâu thuẫn. Thiên đạo Lục Duy nhẹ giọng nói, vậy phải xem Diệp Huyên có thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ hay không rồi. Văn Chiêu Nhược trầm lặng. Thiên đạo Lục Duy đột nhiên nói, đạo giới có tin tức gì không? Văn Chiêu Nhược nói, nghe nói tộc trưởng của gia tộc ma đạo đã biến mất. Thiên đạo Lục Duy nhẹ giọng nói, khẳng định là đã chết rồi. Nói xong, nàng ta liếc nhìn lên phía trên trời sao, đạo giới bất hạnh. Nàng ta từng gặp cô gái kia, cho nên, nàng ta biết cô gái kia mạnh đến mức nào. Đi tìm cô gái kia. Vậy không phải là tự tìm cái chết sao? Chấm chấm chấm. Đạo giới. Một ngày này, vô số cao thủ tập hợp tại đế tộc. Bởi vì ở đạo giới, tất cả mọi người đều cho rằng đế lâm uyên của đế tộc đã có được đạo kinh. Ở xung quanh đế tộc ẩn nấp hàng chục hơi thở mạnh mẽ, những hơi thở này không thấp hơn độn nhất cảnh. Rất rõ ràng, mọi người đã thương lượng với nhau đến đây. Bầu trời phía trên đế tộc, có một ông lão đang đứng, người này chính là giáo hoàng của thần đình, cũng là một trong những cao thủ mạnh nhất của đạo giới. Thật ra, ông ta đã gần mấy nghìn năm không xuất hiện trước mặt người đời rồi. Nhưng lúc này đây ông ta đã xuất hiện, bởi vì đạo kinh xuất hiện rồi. Lúc này, một ông lão tóc bạc đột nhiên đi đến trước mặt giáo hoàng, ông ta nhìn thoáng qua giáo hoàng, ánh mắt phức tạp, giáo hoàng đại nhân. Mặt giáo hoàng không chút thay đổi, có biết ý định của ta? Ông lão tóc bạc trầm giọng nói, giáo hoàng đại nhân, chúng ta cũng không biết tung tích của tộc trưởng. Giáo hoàng nhìn về phía ông lão tóc bạc, nhiệt độ nơi đây đột nhiên giảm xuống. Sắc mặt ông lão tóc bạc không thay đổi, chúng ta thực sự không tìm thấy tộc trưởng. Nói xong, ông ta nhìn về phía giáo hoàng đại nhân, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nếu tộc trưởng thật sự có được đạo kinh, rất có thể sẽ không quay về đế tộc, bởi vì ông ta biết quay về đế tộc sẽ phải đối mặt với cái gì. Đương nhiên, ta cảm thấy vẫn còn một loại khả năng khác, đó là ông ta đã tìm được cô gái váy trắng, nhưng ông ta đã bị đánh bại. Giáo hoàng im lặng. Bởi vì trước khi đến, ông ta cũng đã nghĩ đến hai khả năng này. Dù sao, cô gái váy trắng kia đã giết chết 6 vị cao thủ độn nhất cảnh của gia tộc ma đạo, thực lực như vậy. Đế Lâm Uyên chết trong tay của nàng ta cũng không phải không thể. Cho dù đế Lâm Uyên đã chiếm được đạo kinh, đối phương có thể cũng sẽ không trở về. Đế tộc ở trước mặt đạo kinh thật sự bé nhỏ không đáng kể. Ông lão tóc bạc lại nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta đã dùng tất cả các phương pháp tìm kiếm tộc trưởng, nhưng không có một chút tin tức nào. Giáo hoàng đại nhân, bên ngoài đồn đại tộc trưởng có được đạo kinh, đồng thời ẩn náu tu luyện, lời này có thể là thật, nhưng cũng có thể là giả, cũng có thể là một vài người nào đó muốn âm mưu đế tộc của ta, vẫn mong giáo hoàng đại nhân minh giám. Nếu là lúc trước, đế tộc căn bản không sợ vị giáo hoàng này, nhưng hiện tại, đế tộc không thể không nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bởi vì sơ suất một chút thôi, đế tộc có thể bị giết cả tộc. Ông ta biết rõ. Những người này vì đạo kinh việc gì cũng có thể làm ra. Giáo hoàng im lặng một lát, sau đó nói, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mà bốn phía, những cao thủ trong bóng tối kia cũng lặng lẽ biến mất. Ông lão tóc bạc thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như những người này đồng loạt ra tay, cho dù là đế tộc cũng không thể chống đỡ nổi. Dường như nghĩ đến điều gì, ông lão tóc bạc đột nhiên quay đầu, tra rõ những người tung tin đồn tộc trưởng có được đạo kinh. Xa xa, một bóng mờ lặng yên thối lui. Ông lão tóc bạc nhìn phía xa, nhẹ giọng nói, có người muốn hại đế tộc ta. Chấm chấm chấm. Trong một khoảng trời sao, giáo hoàng đang bước đi một cách chậm rãi, ở bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông trung niên đi theo, người này chính là các chủ của tiên các Khương Vũ. Giáo hoàng đột nhiên nói, Khương huynh, ngươi cho rằng đế Lâm Uyên là còn sống hay đã chết? Khương Vũ cười nói, đã chết.
Giáo hoàng cười khẽ, vì sao lại nghĩ vậy? Khương Vũ nhẹ giọng nói, một người có thể trong thời gian ngắn như vậy chém giết sau vị cao thủ độn nhất cảnh, Đế Lâm Uyên làm sao có thể đối phó lại? Giáo hoàng gật đầu, cũng không phải người chúng ta có thể đối phó. Trừ phi. Khương Vũ nói, đánh hội đồng, lấy nhiều đánh ít, có lẽ có cơ hội. Giáo hoàng đột nhiên nói, thực ra, chúng ta hà tất phải đi tìm nàng. Khương Vũ nhìn về phía giáo hoàng nhẹ giọng nói, nàng có thể chỉ là đã xem qua đạo kinh, nhưng Diệp Huyên tuyệt đối là có đạo kinh, vì sao chúng ta không trực tiếp tìm người này? Khương Vũ lắc đầu, vũ trụ ngũ duy. Vách tường vũ trụ. Đối với đạo giới mà nói, đó là chuyện khá phiền toái. Giáo hoàng đột nhiên nói, vách ngăn vũ trụ cũng không phải chuyện gì khó đối với ngươi và ta, không phải sao? Khương Vũ trầm lặng. Giáo hoàng lại nói, nếu chúng ta đã biết cô gái váy trắng mạnh như thế, vậy không nhất thiết phải đi tìm nàng. Nàng mạnh như thế, chúng ta đi tìm nàng, cho dù đánh thắng nàng, vậy cái giá phải trả sợ là cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Diệp Huyên hẳn là không mạnh như cô gái váy trắng kia, không phải sao? Khương Vũ gật đầu, người nói có lý, nhưng trước hết chúng ta phải làm rõ Đế Lâm Uyên rốt cuộc có đạo kinh hay không, nếu đạo kinh thật sự ở trong tay ông ta, mà chúng ta lại đi tìm Diệp Huyên, vậy chẳng phải là mất công để Đế Lâm Uyên được lợi sao? Giáo hoàng gật đầu, việc này nhất định phải làm rõ, nhưng cũng không thể không quản Diệp Huyên. Theo ta được biết, cổ tự đã bắt đầu ra tay với Diệp Huyên, tuyệt đối không thể bị cổ tự hất tay trên. Cổ tự. Nghe vậy, Khương Vũ hơi nhăn mày. Đạo giới thật ra không biết nhiều về cổ tự của vũ trụ lục duy, chỉ biết đó là một thế lực vô cùng thần bí. Khương Vũ đột nhiên hỏi, vậy thực lực của Diệp Huyên là gì? Giáo hoàng nói, phá hư cảnh. Phá hư. Khương Vũ trầm giọng nói, phái một độn nhất xuống. Hai người bọn họ đều không muốn xuống, bởi vì theo bọn họ thấy, đạo kinh rất có khả năng đang ở trong tay cô gái váy trắng kia hoặc là trong tay Đế Lâm Uyên. Người nào đi xuống, người đó có thể bị thiệt thòi lớn. Giáo hoàng nhìn thoáng qua Khương Vũ, nói, một người sợ là không đủ, ngươi và ta mỗi bên phái một người xuống, ngươi thấy thế nào? Khương Vũ cười nói, được. Ông ta dĩ nhiên hiểu ý của giáo hoàng, ngộ nhỡ trên người Diệp Huyên thật sự có đạo kinh, phái một người xuống, người của ai xuống? Hai người đi xuống, vừa đúng ý hai bên. Giáo hoàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói, truyền lệnh xuống, tìm kiếm cô gái váy trắng và Đế Lâm Huyên. Bốn phía, vô số cao thủ lặng lẽ thối lui. Chấm chấm chấm. Trong bầu trời sao bên kia, một cô gái chậm chậm đi tới. Trong tay cô gái còn cầm một con cá nướng vàng óng ánh. Cô gái này chính là Thiên Đạo Ngũ Duy. Nàng ta đã đến đạo giới vài ngày rồi. Đạo giới không phát hiện có thay đổi gì. Đi được một hồi, Mộ Niệm Niệm đi đến một bờ sông, nàng ta thuận theo bờ sông đi về phía trước, ở cuối con sông có một lầu trúc, nàng đi đến dưới lầu trúc kia, cười nói, này, ta đến thăm ngươi. Lúc này, trên lầu trúc một cái đầu nhỏ ló ra, là một cô gái ước chừng 16-17 tuổi, nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái nhìn thấy Thiên Đạo Ngũ Duy, ánh mắt lập tức sáng ngời, ngay sau đó, nàng ta trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mộ Niệm Niệm, sau đó ôm lấy Mộ Niệm Niệm, Niệm Niệm, mấy năm nay ngươi đã chạy đi đâu? Ta nhớ ngươi chết mất. Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói, đi bận việc. Cô gái nhìn Thiên Đạo Ngũ Duy, cười nói, việc cái gì? Thiên Đạo Ngũ Duy cười cười, sau đó nói, lần này ta đến tìm ngươi là muốn đưa ngươi đến một chỗ, ngươi đi không? Cô gái chớp chớp mắt, chỗ nào? Thiên Đạo Ngũ Duy cười nói, một chỗ vô cùng thú vị. Cô gái do dự một lát, sau đó nói, nhưng ta là thiên đạo của vũ trụ này. Mộ Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, người của thế giới này đối đãi với ngươi không tốt, ta đổi một chỗ khác cho ngươi. Cô gái vẫn có chút do dự, nhưng có rất nhiều linh đang theo ta. Mộ Niệm Niệm nhếch khóe miệng, mang chúng theo thôi. Cô gái đột nhiên hỏi, vì sao bỗng nhiên lại muốn đổi chỗ khác cho ta? Sắp xảy ra chuyện gì sao? Mộ Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, nhà đầu ngốc, người của thế giới này quá mạnh, người ở nơi này,
nếu bị bọn họ phát hiện, sẽ bị bắt làm nô dịch bất cứ lúc nào, hiểu chưa? Cô gái do dự một lát, sau đó nói, đổi chỗ khác, có lẽ cũng sẽ giống vậy. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, nơi ta tìm cho ngươi, ở đó có một người, hắn sẽ bảo vệ ngươi, cho nên, đừng nghĩ nữa. Mang theo linh của người đi theo ta, đạo giới này để loài người bọn họ chơi đi. Trước lầu trúc, cô gái lẳng lặng. Nàng ta vô cùng tín nhiệm Mộ Niệm Niệm, bởi vì lúc trước chính Mộ Niệm Niệm đã cứu nàng ta, nếu không phải Mộ Niệm Niệm, nàng ta đã bị loài người nô dịch rồi. Nhưng nàng ta vẫn có chút luyến tiếc thế giới này. Mộ Niệm Niệm kéo tay cô gái, nhẹ giọng nói, ngươi không nợ thế giới này cái gì cả. Cô gái hơi hơi cúi đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, thế này thì sao, sau này đợi thời cơ thích hợp, ta bảo người kia đưa ngươi đến nơi này, ngươi yên tâm, đến lúc đó có hắn, không ai ở thế giới này dám làm hại ngươi. Cô gái nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, người mà ngươi nói là một người tốt sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, xem như người tốt đi. Dù sao, hắn sẽ không ức hiếp ngươi. Hơn nữa, ngươi đi theo hắn, có lẽ còn có một cơ duyên. Cô gái có chút tò mò, cơ duyên gì? Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, hắn quen biết một nhóc màu trắng, nhóc đó là Linh Tổ, nếu về sau ngươi gặp được cô bé sẽ thay đổi vận mệnh của ngươi. Cô gái vội vàng nói, vậy còn ngươi, cô bé cũng có thể giúp ngươi, đúng không? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không thể. Cô gái có chút khó hiểu, vì sao? Mộ Niệm Niệm hơi nhếch khóe miệng lên, bởi vì ta quá mạnh. Cô gái chớp mắt, thật lợi hại. Mộ Niệm Niệm cười ha ha, chuẩn bị một chút, mang tất cả những linh bên cạnh ngươi đi theo. Cô gái gật đầu, được. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Mộ Niệm Niệm nhẹ nhàng gặm con cá trong tay, sau đó nàng ta nhìn thoáng qua xung quanh. Cười nói, ta mang thiên đạo của các ngươi đi, các ngươi tự mình chơi. Một đám không biết trân trọng thiên đạo. Chỉ chốc lát, cô gái theo Mộ Niệm Niệm biến mất khỏi lầu các. Sau khi hai người rời đi, lầu các kia biến mất không một tiếng động. Trong trời sao, cô gái ôm tay Mộ Niệm Niệm, Niệm Niệm, ngươi cũng là thiên đạo, đúng không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng. Cô gái có chút bất lực, vì sao ngươi lợi hại như vậy? Ta thì lại yếu thế này. Mộ Niệm Niệm cười nói, bởi vì ta học, những gì loài người biết ta đều biết, loài người không biết ta cũng biết. Nói cho ngươi một bí mật, ta không chỉ học ở ngũ duy, còn học ở lục duy và đạo giới. Những thứ mọi người biết ta đều biết, mọi người không biết, ta cũng đều biết. Cô gái chớp chớp mắt, ta cũng có thể học không? Mộ Niệm Niệm cười nói, đương nhiên có thể, ta có một phòng sách. Đến lúc đó ngươi có thể học trong phòng sách của ta. Cô gái đột nhiên lại hỏi, ngươi học nhiều như vậy, chẳng phải là vô địch. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, sau đó lắc đầu, không có. Cô gái kinh ngạc, còn có người lợi hại hơn ngươi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Cô gái hỏi, vậy ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Mộ Niệm Niệm hơi nhếch khóe miệng, dưới ba kiếm, ta vô địch. Cô gái sửng sốt. Mộ Niệm Niệm bỗng nhiên cười ha ha, ta chém gió đấy, ha ha. Chấm chấm chấm. Chỉ chốc lát, linh khí của cả đạo giới đột nhiên xảy ra biến đổi vô cùng lớn. Linh khí của đạo giới đang tan biến với tốc độ cực nhanh. Một số nơi vốn ít linh khí càng là trực tiếp mất đi. Cả đạo giới khiếp sợ. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Mấy thế lực lớn cũng khiếp sợ, nhưng lúc này bọn họ không đi điều tra chuyện này, bây giờ trong mắt bọn họ chỉ có đạo kinh. Chấm chấm chấm. Khi Mộ Niệm Niệm đưa đạo linh của đạo giới đi qua lục duy, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Ông lão đầu chọc, mặc tăng y, còn đeo một chuỗi tràng hạt màu đen. Mộ Niệm Niệm cười nói, có việc sao? Ông lão chắp tay, hơi hành lễ, chào Mộ cô nương. Mộ Niệm Niệm cười nói, chào đại sư. Ông lão cười khổ nói, Mộ cô nương, cô làm cho chúng ta khổ quá. Mộ Niệm Niệm cười nói, ta không làm gì cả. Ông lão thấp giọng thở dài, Mộ cô nương, cô biết chuyện Diệp Thanh Chi đã lừa bọn ta. Mộ Niệm Niệm gật đầu, phải.
nhưng mà bây giờ hắn đã không còn nữa rồi. Ông lão lắc đầu, Diệp Huyên còn. Mộ Niệm Niệm cười nói, đại sư, ngươi hẳn là biết rõ Diệp Huyên không phải Diệp Thanh Chi, một nhân vật yêu nghiệt như Diệp Thanh Chi, bởi vì tính kế hắn, sau đó thần hồn đều bị diệt. Ông lão trầm lặng. Mộ Niệm Niệm cười nói, đại sư, cổ tử ngươi rất giỏi nói nhân quả, ta hỏi ngươi, các ngươi có tự tin có thể gánh được nhân quả trên người Diệp Huyên không? Ông lão nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, mặc kệ là đạo kinh hay là quyển Phật kinh kia, cổ tử ta đều muốn. Mộ Niệm Niệm nhún vai, vậy các ngươi đi đánh Diệp Huyên đi. Ta mặc kệ. Ông lão nhẹ giọng nói, Mộ cô nương, cô là người đáng sợ nhất ngũ duy. Chúng ta không muốn thành kẻ địch với cô. Mộ Niệm Niệm chớp chớp mắt, ta cũng không làm kẻ địch với các ngươi. Ông lão lắc đầu, nhưng chúng ta biết, cô đang âm thầm trợ giúp Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm cười nói, ta thật sự không có. Ông lão nhìn Mộ Niệm Niệm, thiên đạo cô nương, chúng ta muốn giữ cô ở lại nơi này một thời gian. Mộ Niệm Niệm hơi nhếch khóe miệng, muốn nhốt ta ở đây. Ông lão nhẹ giọng nói, chỉ là muốn cô nương ở lại đây một thời gian. Mộ Niệm Niệm cười nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Ông lão chắp hai tay, vậy chỉ có thể đắc tội rồi. Nói xong, không gian xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo. Mộ Niệm Niệm cười cười, sau đó nói cáo từ. Nói xong, nàng ta kéo cô gái bên cạnh, sau đó đạp lên phía trước một bước, bước chân này đạp xuống. Nàng ta và đạo linh của đạo giới lập tức xuất hiện ở ngũ duy. Trong trời sao, ông lão sững sờ. Chỉ vậy đã biến mất rồi. Ông lão sững sờ một lúc, quay đầu nhìn xuống phía dưới, giờ phút này, trong mắt ông ta tràn đầy sự kiêng dè. Cô gái này, mạnh như thế nào? Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Tiệm cầm đồ thiên đạo, Mộ Niệm Niệm nhìn qua bốn phía, cười nói, đừng nói. Cũng khá nhớ tiểu đạo, lúc trước nên đi thăm nàng ta một chút. Cô gái bên cạnh cười nói, lần sau chúng ta có thể trở lên lại. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, cũng phải. Lúc này, một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Người đến chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thấy thiên đạo, vội vàng đi tới, hắn ôm lấy thiên đạo, vui vẻ nói, người xuất hiện rồi. Thiên đạo chớp chớp mắt, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta nhớ ngươi muốn chết. Bên cạnh, cô gái nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Mộ Niệm Niệm cười nói, nhớ ta cái gì? Diệp Huyên cười nói, ngươi không ở đây, ta cứ cảm thấy không nỡ. Mộ Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn mới. Nói xong. Nàng ta nhìn sang cô gái bên cạnh, nàng ta tên Tiểu U, là bạn của ta. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu U, cười nói, xin chào. Tiểu U khẽ gật đầu, sau đó nàng ta nhìn sang thiên đạo, hắn chính là người mà ngươi nói. Thiên đạo cười nói, đúng vậy. Nghe vậy, Tiểu U nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta đánh giá Diệp Huyên một lượt, sau đó nói, ngươi là người tốt. Diệp Huyên. Một bên, thiên đạo lắc đầu cười, nha đầu ngốc. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta là thiên đạo của đạo giới. Thiên đạo của đạo giới. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức sững sờ, thiên đạo. Thiên đạo đạo giới. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn sang Tiểu U cũng đang đánh giá hắn. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, thiên đạo cô nương. Ngươi mang thiên đạo của đạo giới xuống đây. Mộ Niệm Niệm cười nói, có vấn đề gì sao? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên hơi cổ quái. Cô gái này cũng quá biết chơi đi, thế mà đưa cả thiên đạo của đạo giới xuống đây. Nàng ta đây là muốn làm gì? Mộ Niệm Niệm đột nhiên cười nói, để nàng ta đến giúp ngươi, không tốt sao? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, tốt thì tốt, chỉ là... Việc này vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo của đạo giới đến đây. Diệp Huyên cảm thấy chuyện này hơi điên cuồng. Mộ Niệm Niệm nhỏ giọng, ngươi không phải rất cần linh khí sao? Nàng ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu U, cười.
cười nói, mặc kệ như thế nào, người đã đến ngũ duy, vậy sau này chính là người một nhà, người yên tâm, về sau ai ức hiếp ngươi, người cứ báo tên của ta, ở ngũ duy này, người hoàn toàn có thể đi ngang. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, không nói gì. Tiểu U chớp chớp mắt, lúc trước người của đạo giới đã ức hiếp ta. Đạo giới. Diệp Huyên nheo mắt, hắn cười cười, sau đó nói, người yên tâm, rồi sẽ có một ngày chúng ta phải chinh phục đạo giới. Mộ Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Tiểu U nhìn về phía Thiên Đạo, Niệm Niệm, về sau ta ở chỗ này sao? Thiên Đạo gật đầu, cười nói, người tạm thời cứ ở lại đây, nếu ngày sau hắn cần linh khí, người hỗ trợ cung cấp chút linh khí là được. Tiểu U gật đầu, được. Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyên, đại trận ngũ duy của ngươi thế nào rồi? Diệp Huyên trầm giọng nói, đã có quy mô nhất định rồi. Thiên Đạo nhẹ giọng nói, trước nay chưa từng có người đoàn kết tất cả cao thủ của vũ trụ ngũ duy lại, ngươi là người đầu tiên, nhưng ta có thể nói cho ngươi, kẻ địch của ngươi rất nhiều. Diệp Huyên nhìn Thiên Đạo, có thể nói cho ta biết quan hệ giữa Tiên Chi và Diệp Thanh Chi kia không? Thiên Đạo im lặng. Diệp Huyên cười nói, hẳn là có thể nói cho ta biết chân tướng rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, cũng đúng. Thật ra rất đơn giản, Tiên Chi chính là Diệp Thanh Chi, tổ tiên của hắn một vị cao thủ siêu cấp tên Diệp Lan Đình có được một tờ bị rách của đạo kinh, sau đó nàng ta là cao thủ đầu tiên của đạo giới đột phá lên đột nhất cảnh. Về sau nàng ta đi tìm đạo kinh hoàn chỉnh, nhưng mà nàng ta đã biến mất. Vô số năm sau, Diệp gia sinh ra một vị thiên tài siêu cấp, cũng chính là Diệp Thanh Chi, hắn chưa đến 20 tuổi đã đạt tới đột nhất cảnh. Vô số cao thủ đạo giới cho rằng trên người hắn có đạo kinh, vì thế giết sạch cả Diệp gia, mà hắn chạy trốn tới cổ tự, sau đó, lại lợi dụng thuật luân hồi muốn trở thành ngươi. Diệp Huyên sửng sốt, trở thành ta, ý là sao? Mộ Niệm Niệm lạnh nhạt nói, ngươi có thể hiểu như thế này, Diệp Thanh Chi là kiếp trước của Tiên Chi, mà kiếp trước của ngươi suýt chút nữa là Tiên Chi. Diệp Huyên nhíu mày, suýt chút nữa. Mộ Niệm Niệm gật đầu, khi hắn tiến vào luân hồi, phải chọn một ký chủ, hắn hiểu lắm luân hồi chi nói, hắn muốn chọn một người có vận may lớn, cũng chính là ngươi, nhưng trong quá trình hắn ở luân hồi, đã bị người ta giết chết. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô gái váy trắng. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nhưng mà nàng giết có hơi muộn, bởi vì ở thời điểm đó, hắn đã gần như sắp hoàn thành rồi. Mặc dù hắn bị cô gái váy trắng giết, nhưng là, nhân quả của hắn đã rơi xuống người của ngươi, cô gái váy trắng vốn muốn chém đi nhân quả giữa hắn và ngươi, thế nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, nàng đã không làm như vậy. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nếu không phải cô gái váy trắng. Ngươi bây giờ chính là Tiên Chi, cũng chính bởi vì vậy, hắn đã phạm vào tối kỵ, hoặc là nói, hắn đánh giá thấp cô gái váy trắng bảo vệ bên cạnh ngươi một cách nghiêm trọng. Cho nên, cho dù hắn có yêu nghiệt, cũng khó tránh khỏi kết cục thần hồn đều bị diệt. Cho dù thế nào, ngươi chiếm được tất cả những điểm lợi từ hắn, ngươi phải gánh phần nhân quả này, trừ phi bây giờ ngươi tặng thư phòng đi. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, ta hiểu rồi. Vậy hai nhân quả còn lại của ta thì sao? Hắn nhớ cô gái tóc đuôi ngựa từng nói trên người hắn có ba nhân quả. Mộ Niệm Niệm trợn mắt với Diệp Huyên, đại ca, ta không phải thầy tướng số, cũng không phải tính nhân quả, đừng cái gì cũng hỏi ta có được không? Diệp Huyên. Chấm 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 chấm. Trong tiệm cầm đồ, Diệp Huyên trầm lặng. Giờ phút này, hắn đã làm rõ được quan hệ nhân quả giữa hắn và Tiên Chi. Diệp Thanh Chi. Tuy bản thân không phải Tiên Chi, nhưng chiếm được điều tốt từ Tiên Chi, đương nhiên, cũng nên gánh vác nhân quả của đối phương. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, muốn nâng cao cơ thể của ngươi không? Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Đạo, còn có thể nâng cao. Thiên Đạo hơi nhếch khóe miệng, tất nhiên, cho dù là võ đạo hay kiếm đạo, đều không có cực hạn, cơ thể cũng vậy. Đương nhiên. Với cơ thể của ngươi bây giờ có thể nói đã đạt đến cực hạn của ngũ duy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, làm thế nào để nâng cao? Hiện tại ngũ duy đã đang xây dựng đại trận, thành thật mà nói, hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc việc làm mắt trận. Đó là đại trận tập hợp lực lượng của ngũ duy cơ mà.
nếu không gánh vác nổi, chính hắn sẽ thành bi kịch. Bởi vậy, nếu có thể nâng cao cơ thể hơn nữa, đối hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện vô cùng tốt. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn đánh giá cơ thể của Diệp Huyên, sau đó nói, hiện tại có hai cách, cách thứ nhất là song tu. Song tu. Diệp Huyên ngây người, sau đó sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhìn thoáng qua Mộ Niệm Niệm, mỉm cười gượng gạo, thiên đạo cô nương, chúng ta không thích hợp lắm. Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch khóe miệng, nàng ta vung nhẹ cánh tay. Ầm. Không hề có dấu hiệu báo trước, Diệp Huyên trực tiếp bay ngược ra sau, lần bay này xa đến nghìn trượng, mà sau khi hắn dừng lại, cơ thể đầy vết rách giống như mạng nhện vậy. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên hơi ngẩn người. Thực lực của cô gái này là gì? Lúc này, thiên đạo dẫn theo Tiểu U xuất hiện trước mặt hắn, thiên đạo nhìn Diệp Huyên, cười nói, người nói lời kia là muốn xem thực lực của ta, bây giờ đã nhìn thấy chưa? Diệp Huyên trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, ngươi cũng quá khủng bố rồi. Hắn vốn cho rằng bản thân bây giờ đã có năng lực chiến đấu một trận với thiên đạo, nhưng bây giờ xem ra, cô gái này sâu không lường được. Thiên đạo cười nói, đừng nghĩ nhiều, bởi vì ta biết khe hở của cơ thể ngươi, cho nên mới có thể đánh tan tác cơ thể của ngươi như vậy. Diệp Huyên liếc nhìn thiên đạo, ta còn lâu mới tin ngươi, ngươi là một cô gái rất xấu xa. Thiên đạo đột nhiên nói, đưa ngươi đến một nơi. Nói xong, nàng ta lập tức nắm lấy vai Diệp Huyên, sau đó biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, thiên đạo đưa Diệp Huyên và Tiểu U đến trên một ngọn núi tuyết, xung quanh ngàn dặm đều đóng băng, lạnh thấu xương. Diệp Huyên nhìn đánh giá xung quanh, sau đó nói, thiên đạo cô nương, nơi này là. Thiên đạo cười nói, một nơi đã bị bụi phủ rất lâu rất lâu. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta từng hấp thu băng phách. Thiên đạo gật đầu, ta biết. Nói xong, tay nàng ta nhẹ nhàng dương về phía trước, trong phút chốc, một ngọn núi băng trước mặt bọn họ đột nhiên tách ra hai bên. Thiên đạo cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên và Tiểu U đi vào trong núi băng kia. Trên đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, thiên đạo cô nương, người từng đến đạo giới. Mộ Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, người của đạo giới thật sự mạnh như vậy sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, mạnh hơn người ở đây và Lục Duy. Bởi vì chỗ bọn họ được trời ưu ái. Diệp Huyên trầm giọng nói, do đạo kinh. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên lại hỏi, đạo kinh thật sự thần khí như vậy sao? Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, quả thật là kỳ thư. Diệp Huyên nhìn Mộ Niệm Niệm, ngươi xem qua. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, chưa từng xem qua, cũng không muốn xem lắm. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, có rất nhiều lúc, con đường tự mình đi ra mới là con đường của mình, con đường người khác đi ra là đường của người khác, không phải con đường của mình, hiểu chưa? Một bên, Tiểu U đột nhiên nói, nhưng, người của đạo giới đều muốn người khác đưa cho họ một con đường. Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch khóe miệng, đó là bọn họ. Nói xong, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, người dùng đạo kinh trao đổi với Lục Duy là rất thông minh, đương nhiên, ta càng tán thưởng hơn đó là ngươi không coi trọng đạo kinh. Diệp Huyên im lặng. Thật ra, cách nghĩ của hắn giống với Mộ Niệm Niệm, rất nhiều lúc, con đường tự mình đi ra mới là đường của mình. Đây cũng là lý do vì sao hắn lựa chọn để cô gái váy trắng rời đi. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ đến, những người đó lại chủ động trêu chọc cô gái váy trắng. Trời làm chứng, hắn vẫn luôn muốn dựa vào chính mình đi ra khỏi đại đạo. Cớ sao những kẻ địch này không có việc gì lại đi trêu chọc cô gái váy trắng? Lúc này, Mộ Niệm Niệm lại nói, đạo kinh lai lịch không rõ ràng, có lẽ người đưa đạo kinh xuống có ý tốt, nhưng cũng có thể có ý nghĩ sâu xa khác, mặc kệ là mục đích gì. Dù sao hiện tại người đời đều ở trong quy tắc mà hắn định ra. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, người thì sao? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, cười nói, người thật sự rất tò mò về thực lực của ta. Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, đừng nghĩ nhiều nữa, ta không có ác ý với ngươi. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút,
lại nói, thật ra ngươi có thể không biết, cả ngũ duy lục duy và đạo giới, uy hiếp lớn nhất đối với ngươi thật ra là ta. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm chớp chớp mắt, còn nhớ lúc trước khi ngươi và cô gái váy trắng chia tay ở bờ sông không? Diệp Huyên gật đầu, lúc ấy, thiên đạo cũng ở đó. Mộ Niệm Niệm cười nói, kỳ thật, lúc ấy nàng đã muốn giết ta. Diệp Huyên sửng sốt, muốn giết ngươi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, một khi nàng rời đi, ta là người có năng lực giết ngươi trước khi nàng trở lại, cũng chỉ có ta có năng lực này. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không làm như vậy. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Mộ Niệm Niệm chớp chớp mắt, khẽ cười, bởi vì ta thông minh. Diệp Huyên. Mộ Niệm Niệm đột nhiên dừng bước, ở trước mặt nàng là một cung điện băng. Diệp Huyên nhìn về phía cung điện băng, quy mô của cung điện băng rất lớn, tựa như một tòa thành khổng lồ, trước cung điện băng kia còn có hàng chục người băng. Diệp Huyên nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, đây là... Mộ Niệm Niệm cười nói, từng là một thế lực ngoại lai cổ xưa. Diệp Huyên nhíu mày, thế lực ngoại lai. Mộ Niệm Niệm gật đầu, rất lâu trước, có rất nhiều người thèm muốn vũ trụ ngũ duy này, muốn nô dịch vũ trụ này, sau đó bọn họ đều bị ta giết chết. Đương nhiên, cũng có một số bị ta phong ấn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mộ Niệm Niệm, không thể không nói, những thế lực ngoại lại này thật bất hạnh. Bởi những người đó chắc chắn không ngờ tới thiên đạo của vũ trụ này lại biến thái như thế. Có thể nói, thiên đạo này là thiên đạo giỏi đánh nhau nhất mà hắn từng gặp. Nhưng mà cũng phải nói lại, ai có thể nghĩ một thiên đạo lại đi tu luyện. Hơn nữa còn học tập từ các tộc. Thiên đạo không đáng sợ, chỉ sợ thiên đạo có văn hóa. Lúc này, Tiểu U ở bên cạnh nhẹ giọng nói, nếu ta lợi hại được Niệm Niệm thì tốt rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, ta nói cho các ngươi, ta thật sự không lợi hại, ví dụ như, ta không thể đánh lại cô gái váy trắng. Ôi trời ơi! Lúc này, trong tháp đột nhiên vang lên giọng của tầng 9. Diệp Huyên hỏi trong lòng, sao thế? Tầng 9 thấp giọng cảm thán, ta chỉ có thể nói, thiên đạo này thật sự quá đáng sợ. Nàng ta rõ ràng lợi hại như vậy, vẫn luôn nói bản thân không lợi hại chút nào. Cô gái này biết giả dốt, thật sự rất đáng sợ. Diệp Huyên gật đầu. Thực ra, cho dù là đạo giới hay là vũ trụ lục duy, thậm chí là Diệp Huyên hắn, rất nhiều lúc đều sẽ vô thức bỏ qua thiên đạo này. Vì sao? Bởi vì nàng ta bình thường hi hi ha ha, luôn làm cho người ta có cảm giác nàng ta không đáng sợ chút nào. Điều này thật ra vô cùng khủng bố. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đi đến cổng cung điện băng, tay nàng ta nhẹ nhàng vung lên, cổng cung điện băng lập tức mở ra, một luồng hàn khí lạnh thấu xương bay ra từ trong đó, Mộ Niệm Niệm quét nhẹ tay, hàn khí liền biến mất không chút tung tích. Mộ Niệm Niệm đi vào phía trong, Diệp Huyên và Tiểu U vội vàng đuổi theo. Sau khi đi vào cung điện, Diệp Huyên phát hiện, xung quanh có rất nhiều người băng, nhìn động tác của những người này, rõ ràng là bọn họ bị đóng rất đột ngột. Mộ Niệm Niệm đi về phía sâu trong cung điện, chỉ chiếc lát, ba người đi vào cuối đại điện, ở đó có một cô gái đang đứng, cô gái mặc một chiếc váy như tuyết, phía sau là một chiếc áo choàng. Điều đáng nói là cô gái này rất xinh đẹp, tuyệt đối có thể xếp vào ba người đẹp nhất trong số những cô gái mà Diệp Huyên đã gặp. Đây là một cô gái mà đàn ông nhìn thấy sẽ rung động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 106.